chương 321, đây coi như là binh khí sao. Tô thần cùng tiêu ninh tuyết đi vào trong đó. xông tới mặt ba bốn tiểu nhị. Lam thị rèn đúc phường hết sức lớn, chiếm diện tích ước chừng tương đương một tòa thư viện quy mô. Còn có hai ba lầu phân chia, tại hạ tầng khu vực giống như thư viện kệ sách đồng dạng, trưng bày rời rạc đủ loại vũ khí. Thần giới vũ khí quy mô nói tỉ mỉ lời nói nhiều lắm. Dù sao trong đó nghề nghiệp cũng đông đảo, chia nhỏ xuống căn bản vô tận tính toán. Lam thị rèn đúc phường cũng thu nạp số đông nghề nghiệp vũ khí. Tô Thần thậm chí thấy được hồn phách bị thu nạp tại trong một cái quầy thủy tinh tử, bên trong linh hồn không ngừng nhảy lên, sau một khắc tựa hồ liền muốn nuốt hết đám người. Hai vị khách nhân tôn quý, là muốn mua thứ gì sao? Chúng ta làm thị rèn đúc phường đồ vật gì đều có, còn có thể định chế vũ khí, chỉ cần khách nhân ngài cung cấp yêu cầu cùng nghề nghiệp của ngươi, ta có thể vì ngài chuyên môn chọn lựa binh khí tiện tay. Bên này còn có vũ khí bản biểu, các ngươi có thể tùy ý xem. Bên ngoài chỉ phô bày chúng ta một bộ phận trân tàng mà thôi. Tô thần nhíu mày, thần giới chi lớn, thực sự là không gì không có. Ở đây mặc dù là truyền thống đế quốc, nhưng phục vụ hình thức liền xem như bọn hắn khi xưa thế giới cũng không đạt được. Tô thần bị tiểu nhị dẫn tới trên quầy. Tô thần nhìn xem một cái gia hỏa sách theo một thanh khổng lồ liêm đao, trên quầy tiểu nhị ở phía trên tính toán giá cả, tiếp đó tại phía dưới quầy một cái ô nhỏ tử bên trong thu lấy kim tệ. Đây là phòng bị những người khác biết song phương giao dịch giá cả, tránh sau khi ra ngoài bị người hữu tâm nhớ thương. Vẹn vẹn một cái tiểu hoa chiêu, thì tránh miễn đi khách hàng tranh chấp, cái này đến làm cho bao nhiêu mua bán người xấu hổ, dù sao sau khi ra ngoài gặp lại cái gì thấy hơi tiền nổi máu tham người, lại là một phen tranh đấu. Mà tại cái này Lam Thị rèn đúc trong phường, cơ hồ là không thể nào. Tô thần nhận lấy đối phương đưa tới sách. Chỉ có hai ngón tay dày, một cái khác cùng tô thần một dạng đến đây mua binh khí người sửng sốt một chút, không phải nói các ngươi Lam Thị rèn đúc trong phường tất cả binh khí cơ hồ đều có không. Làm sao lại điểm ấy độ dày? Quầy tiểu nhị cười cười, đây chỉ là một lục. Phía trên có đối ứng nghề nghiệp, còn có binh khí chủng loại ngài trước tiên có thể chọn lựa nếu là cần trân quý vũ khí liền cần đi lên tầng trò chuyện nơi nào sẽ có danh sách khách nhân nghe xong trừng to mắt đây là một lục ta đến mua kiếm cho ta xem một chút các ngươi nơi này có cái nào kiếm tiểu nhị sau khi nghe xong mỉm cười sau đó từ phía dưới quầy móc ra một bản to bằng cánh tay sắt đây là quyển thứ nhất còn có ba quyển khách nhân ngài có thể từ từ xem tô thần cùng tiêu ninh tuyết liếc nhau một cái tính toán hay là chớ ở đây nhìn tô thần trực tiếp mời đến tiểu nhị chúng ta muốn nhìn thật tốt đồ vật nơi này chúng ta đều coi thường nói xong tô thần trực tiếp ném ra lam vũ cho bọn hắn lệnh bài tiểu nhị nhìn thấy lệnh bài sau trong nháy mắt ngây người nguyên lai like là khách quý tới đây là chúng ta chiêu đãi không chu đáo thỉnh hướng về bên này nói xong tiểu nhị liền mang theo tô thần cùng tiêu ninh tuyết bên trên lầu ba tại chỗ cái nào khách nhân nhìn thấy tô thần bị đón vào nhanh chóng hô ta cũng phải nhìn tốt hơn binh khí phía trên này đồ chơi cũng là thứ gì đồng nát sắc vụn Tiểu nhị thấy thế lần nữa cười nói, trong tiệm chúng ta trân quý binh khí giá cả cũng là tại 10 ức kim tệ đi lên. Nếu là khách nhân ngài cần, chúng ta có thể vì ngài từng cái bày ra, bất quá nhìn thấy những binh khí này thấp nhất tiêu phí tiêu chuẩn là một ức kim tệ, không biết khách nhân ngài có phải không nguyện ý trước tiên tiêu phí. Một ức kim tệ. Người kia trực tiếp ngây người, sau đó móc móc bên hông mình bất quá mấy vạn kim tệ số lượng, hắn trực tiếp suy sụp. Hơn ức kim tệ, cũng không phải bọn hắn những thứ này người tu luyện bình thường có thế suy tính thậm chí đến bảy đoạn sau đó, rất nhiều người kim tệ tồn lượng mới miễn cưỡng phá ức. Tô thần cùng tiêu ninh tuyết bên trên lâu trong lúc đó, nghe được người phía dưới đối thoại sau mới hiểu được. Lam Vũ nói có thể cung cấp cho bọn hắn một kiện tùy ý chọn chọn vũ khí là trân quý cỡ nào. Đây chính là 10 ức khởi bước vũ khí. Lên lầu ba sau đó, bị tiểu nhị nhắc nhở Lam Thị rèn đúc phường chủ cửa hàng vô cùng lo lắng chạy đến. Nhìn thấy hai người sau cung kính không lưng hành lễ, phía trước mấy ngày Lam tướng quân đã cùng ta đã nói rồi. Hai vị quý khách tới đây, tùy ý chọn tuyển, hết thảy từ Lam tướng quân tính tiền. Tiểu điếm chiêu đãi không chu đáo, không có phát hiện là hai vị đến đây, xem như bồi thường, hai vị nhất định muốn nhận lấy. Nói xong chủ cửa hàng để xuống cho người bắt đầu vào tới một cái đĩa. Phía trên là một khỏa hình vuông thủy tinh, nho nhỏ xin lỗi, thỉnh hai vị cần phải nhận lấy. Tô thần cùng tiêu ninh tuyết vừa tiến đến liền cảm thấy xem như ở nhà cử chỉ. Lam thị rèn đúc phường chủ cửa hàng cũng rất có ánh mắt, mặc dù Lam Vũ không có cùng hắn nhiều lời minh tô thần cùng tiêu ninh tuyết thân phận, nhưng chỉ là tiễn đưa vũ khí cái này một đơn giản động tác, chủ cửa hàng đã minh bạch hai cái vị này không phải hắn có thế gây, thậm chí muốn cố hết sức giao hảo. Đây mới là hắn có thế tại màn sương trong thành có thế leo lên chủ cửa hàng chi vị nguyên nhân. Tô thần tiếp nhận thủy tinh, hệ thống đảo qua một lần. Thức linh thủy tinh, chạm đến tất cả vật phẩm, cũng có thể kiểm trắc linh khí cùng ma lực, ẩn chứa linh khí cùng ma lực càng lớn, ba động càng lớn. Nguyên lai là như thế cái đồ chơi nhỏ. Tô thần mỉm cười, thứ này với hắn mà nói không có bao nhiêu tác dụng, ngược lại là tiêu ninh tuyết càng cần hơn dù sao hắn có hệ thống có thể phân rõ nếu là mình không ở bên người tiêu ninh tuyết cũng có thể sử dụng thứ này tới phân rõ đồ vật tuy nhỏ nhưng cái này cũng là chủ cửa hàng xin lỗi tô thần để cho tiêu ninh tuyết tiếp nhận sau đó chủ cửa hàng mới cùng bọn hắn giới thiệu rèn đúc trong phường vũ khí hai vị đến đây tùy ý chọn tuyển lam tướng quân đã cùng ta đề cập tới những cái kia thứ đẳng vũ khí chắc hẳn cũng không vào hai vị phát nhãn chúng ta chọn lựa ra trên trăm bộ tinh phẩm nội các chỗ hai vị có thể tùy ý xem xét. Nói xong chủ cửa hàng liền đem hai người dẫn vào lầu ba nội các. Tiến vào bên trong. Tô thần hai người cuối cùng gặp được rèn đúc trong phường tốt nhất vũ khí. Tiêu ninh tuyết trên thân mang theo thức linh thủy tinh vừa tiến vào nội các, liền điên cùng chấn động. Có thể tưởng tượng được trong đó vũ khí là kinh khủng đến cỡ nào. Luôn luôn cảm thấy vật ngoài thân cũng không trọng yếu tô thần, khi tiến vào trong đó sau lộ ra tí ti kinh ngạc. Đây nếu là toàn bộ mang về, thì tốt biết bao trên trăm kiện binh khí sắp xếp trong đó. Đao thương côn bổng, búa rìu câu xiên. Còn có một nửa vũ khí Tô Thần cùng Tiêu Ninh Tuyết thậm chí cũng không có gặp qua. Bất quá Tô Thần có thể thông qua hệ thống từng cái nhận ra. Ở trong quá trình này, hệ thống cũng bắt đầu thu nhận tất cả binh khí, tương lai Tô Thần mới gặp lại, liền có thể trực tiếp phân biệt. Đúng, Lam Vũ nói qua, các ngươi nơi này có một kiện binh khí là cửu đoạn rèn đúc đại sư chế tạo. Lấy ra xem. Chủ cửa hàng ngẩn ra, món kia cũng muốn sao hắn dường như là có chút đau lòng, nhưng cũng cảm thấy không cần thiết bày ra. Tô thần gật đầu một cái, cho dù hắn không cần, cho tiêu ninh tuyết dùng cũng được. Chủ cửa hàng mang hai người lui về phía sau đi đến, hai người cuối cùng nhìn thấy kiện binh khí kia toàn cảnh. Tiếp đó tô thần cùng tiêu ninh tuyết hai người đồng thời sửng sốt, lông mày dần dần ngưng lũng. Đây coi như là binh khí. Chương 322, cái roi này như thế nào giống như là đánh người. Bày ra tại trước mặt bọn hắn. Là một cái cao cỡ một người mâm tròn phía trên khắc họa lấy vô số đường vân, nhìn kỹ còn có thể phát hiện, nó ở giữa chia 10 khối khu vực, có thể tự do xoay tròn. Nói là vũ khí, không bằng nói là một cái la bàn. Nhưng la bàn cũng không có lớn như thế. Tô thần trực tiếp dùng hệ thống quét hình. Pháp trận la bàn. Thật đúng là la bàn. Phía trên khắc họa vô số trận pháp, lúc sử dụng rót vào sức mạnh, có thể lập tức khởi động pháp trận, không cần ngâm sướng thâu, có thể tăng cường trận pháp uy lực. Chủ cửa hàng giải thích nói, đây chính là một cái vũ khí, Bất quá nó là chuyên môn cho pháp sư đặc thù nghề nghiệp, trận pháp sư chế tạo. Khi sư cửu đoạn rèn đúc đại sư là một cái cửu đoạn trận pháp sư chế tạo, về sau vị kia trận pháp sư đại nhân vẫn lạc, cho nên thứ này vẫn giữ lại ở đây, xem như tiểu điếm trấn điếm chi bảo. Tô thần cùng Tiêu Ninh Tuyết gật đầu một cái. "Tốt a, à, xem ra chúng ta là không thích dùng. Cái đồ chơi này còn có nghề nghiệp hạn định, trận pháp sư chuyên dụng. Bọn hắn coi như lấy ra cũng không biện pháp sử dụng, hơn nữa như thế một cái lớn đồ vật, bọn hắn bên người mang theo cũng không tiện." Nghĩ đến hẳn là cái kia rèn đúc đại sư cảm thấy, đến cửu đoạn nói như vậy cũng có không gian thủy tinh, trực tiếp điều động đi ra liền có thể làm vũ khí. Mà người bình thường nào có không gian thủy tinh thứ này? Tiêu ninh tuyết chuẩn bị đi chọn lựa những vũ khí khác. Tô thần thì nhìn về phía phát trận này la bàn bên cạnh một đầu roi. Hệ thống đảo qua. Linh năng tiên, cửu đoạn, vị thần khí rót vào linh năng khu động, thông hiểu sai cơ chuyên dụng. Tô thần để cho chủ cửa hàng tới, vũ khí này là ai chế tạo? chủ cửa hàng hướng về tô thần chỉ vũ khí nhìn lại đem trí nhớ trong đầu tìm kiếm đi ra vũ khí này ở đây trong tiệm đã trân quý đã lâu đây là một vị tám đoạn rèn đúc đại sư chế tạo vị kia rèn đúc đại sư rèn đúc xong dứt khoát kiên quyết tham quân bất hạnh trong chiến đấu bỏ mình không giả hắn bây giờ cũng hẳn là một vị cửu đoạn thần cấp rèn đúc đại sư cái tên bởi vì mười phần cổ xưa ta cũng quên đi phải tìm kiếm một ít sách mắt mới có thể nhớ lại bất quá vũ khí này ta vẫn rõ ràng vũ khí này có thể đem linh lực cường hóa Tuy chỉ là tám đoạn rèn lúc đại sư chế tạo, nhưng trên năng lực đã vô hạn tới gần tại cửu đoạn. Tô Thần nghe sau gật đầu phụ họa, bởi vì hệ thống đã hướng hắn nói rõ vũ khí này đã đạt đến cửu đoạn cấp độ. Tô Thần cũng có chút tiếc hận, vì đại sư kia tại tám đoạn lúc liền có thể chế tạo ra vũ khí như vậy, nếu để cho hắn thành tựu cửu đoạn, sợ rằng sẽ càng thêm lợi hại. Thợ rèn nghề nghiệp cùng những nghề nghiệp khác là khác biệt, hắn là cùng một đám luyện kim, luyện dược các loại sinh hoạt loại nghề nghiệp tạo thành, hắn đánh giá tiêu chuẩn cũng không phải tại trên thực lực mà là ở tại trong tác phẩm. Tô thần chỉ vào linh năng tiên, chúng ta liền muốn cái này. Chủ cửa hàng có chút hiếu kỳ, liền cái này sao? Kỳ thực chúng ta còn có thứ càng tốt, tiếp cận tám đoạn rèn đúc đại sư vũ khí cũng còn có không ít. Vũ khí này dù nói thế nào cũng chỉ là một cái roi, luận chiến lực tăng phúc không như đao kiếm, luận lực lượng tăng phúc không bằng động khí. Lại nhất định phải là vũ đấu giả mấy người tu luyện linh năng người mới có thể sử dụng, nếu là hai vị bên trong có vũ đấu giả, kỳ thực có thể chọn lựa một chút lưỡi kiếm các loại vũ khí. Tô thần cười cười, không cần. Vũ khí này tuyết tuyết vừa vặn phù hợp. Tiêu Ninh Tuyết nghe được Tô thần chọn lựa xong, cũng đi theo nhìn sang. Nhìn thấy roi kia, Tiêu Ninh Tuyết cũng là hai mắt tỏa sáng. Gọi thú sư trên thực tế cũng không phải thuộc về ma lực cùng linh lực bên trong một loại. Bởi vì gọi thú sư bản thân là không có sức chiến đấu, cơ hồ cũng là dựa vào dị thú thể nội sức mạnh tới tăng phúc chính mình. Tỷ như phía trước bọn hắn gặp phải cái kia gọi thú sư, năng lực cơ hồ đến từ khế ước thú của hắn bất quá bởi vì cái kia gọi thú sư chủ tu nghề nghiệp là pháp sư lúc này mới có thể sử dụng ma lực mà tiêu ninh tuyết thì lại khác linh năng gọi thú sư vũ lực cơ bản đối với tiêu vũ đấu giả nhưng cũng có thể thông qua dị thú năng lực tới tăng cường chính mình cho nên tiêu ninh tuyết bản thân nghề nghiệp thập phần cường đại lại hy hữu nếu là nàng có thể tổng kết chính mình pháp môn tu luyện cơ hồ có thể thay đổi toàn bộ gọi thú sư nghề nghiệp chỉ tiếc tiêu ninh tuyết cũng không thể nào bởi vì tu luyện của nàng thể hệ là tô thần thể hồ quán đỉnh giống như cho nàng hiện tại cũng còn không rõ ràng lắm cái nghề nghiệp này toàn bộ đặc tính nói gì tổng kết gặp tô thần tuyển định tiêu ninh tuyết cũng nói theo không nhất định cho ta chọn lựa ngươi cũng kém một thanh vũ khí tô thần cười hắn nắm chặt song quyền lợi trảo trong nháy mắt từ hắn trong năm ngón tay thoát ra ta có cái này như vậy đủ rồi tạm thời còn không cần vũ khí tô thần cùng tiêu ninh tuyết đối thoại công phu chủ cửa hàng nhìn thấy tô thần bén nhọn kia lợi trảo cũng bị kinh động hắn căn bản không rõ ràng tô thần cùng tiêu ninh tuyết nghề nghiệp là cái gì Chẳng lẽ lại là đặc thù gì nghề nghiệp? Chẳng thể trách Lam tướng quân coi trọng như vậy. Gặp hai người tuyển định, chủ cửa hàng lập tức để cho người ta đem linh năng tiên hái xuống bao khỏa, sau đó phụ tặng một đống lớn quà tặng sau mới lưu luyến không rời cáo biệt hai người. Tiêu Ninh Tuyết lấy được vũ khí, đi về trên đường chỉ là nhẹ nhàng vung vẩy hai cái. Chỉ thấy chung quanh một cái ngoài đại viện tường trong nháy mắt bị vỗ ra một cái khe. Ai làm cho? Nhanh đi ra ngoài xem. Tô thần cùng tiêu ninh tuyết nghe được trong đại viện truyền đến chủ nhân tiếng kêu to giống như làm chuyện xấu hai người nhìn nhau nở nụ cười nhanh chóng rời đi nơi đây về tới bọn hắn tại trong quân doanh bị lam vũ an bài chỗ thiên oanh đã đem hai người mang về đồ ăn ăn hết tất cả phải biết lúc trước những thức ăn này thế nhưng là chồng chất đến quân doanh bên trong nhà trên trần nhà nghe được hai người trở về cước bộ thiên oanh nhanh đi ra ngoài mang thức ăn không có chỉ thấy tiêu ninh tuyết trong tay cầm roi hai tay nắm kéo khảo thí hắn tính bền dẻo mỗi ngày oanh ra nghênh tiếp hai người lúc này mới nhớ tới bọn hắn ra ngoài phía trước cùng thiên oanh nói qua sẽ cho nó lại mua điểm đồ ăn ngạch tô thần tại lam thị rèn đúc trong phường vội vàng vì hệ thống thu nhận tất cả vũ khí tư liệu tiêu ninh tuyết càng là tại trong một đống lớn quý hiếm đặc biệt vũ khí xem ngắm cảnh trong lúc nhất thời đều quên chuyện này bất quá thiên oanh vừa ra tới liền không có suy nghĩ chuyện này nó càng nhiều suy xét là chủ nhân trong tay cầm roi trở về là muốn làm cái gì cái roi này như thế nào như thế giống đánh người ta hiểu rồi là ta ăn nhiều lắm ta đích xác phải tiêu hóa một chút, quấy rầy. Thiên Oanh chạy về trở về phòng. Lần này cũng không cần tô thần cùng tiêu ninh tuyết giải thích. Tiêu ninh tuyết đột ngột nở nụ cười. Đi tới thần giới sau đó, tô thần đã ít có nhìn thấy tiêu ninh tuyết lộ ra nụ cười. Ba tháng lại ba tháng. Tô thần lúc này mới nhớ tới, bọn hắn tiến vào thần giới đã có hơn nửa năm thời gian. Mà bọn hắn cũng dần dần thích ứng thần giới kỳ dị sinh hoạt. Đất rộng của nhiều, kỳ trân dị phẩm, đối với tất cả sự vật cũng là bao dung, tất cả mọi người cũng đều là gian trá cùng giảo hoặc hợp lại thể. Chỉ có thể nói, thần giới là kỳ diệu như vậy. Mà tô thần cùng tiêu ninh tuyết tại màn sương nội thành thu được vũ khí, thu hoạch trang bị sau. Bọn hắn kế hoạch bước kế tiếp nên đi thú thành nhìn một chút. Bất quá trước đó, tô thần phải đem một vấn đề cuối cùng giải quyết, mới có thể yên tâm lên đường. Chương 323, tối nay cũng không bình tĩnh. Vào đêm, tô thần tìm nhập trong nội thành một tòa trong tòa thành nơi này liền khối kiến trúc đều là liêm sương thành bên trong có quyền thế nhất một đám người liêm sương thành thành chủ lam tướng quân phủ đệ còn có quân đội cùng trong thành quan lớn người đều ở ở đây trong đó tự nhiên cũng bao quát người của vương gia nhà này pháo đài chính là người của vương gia tại liêm sương thành bên trong tài sản vương gia phong sương đế quốc bên trong một cái quyền thế ngập trời phe phái song bác đoạn lam gia đều cần kiên kỵ tồn tại người bình thường căn bản không dám đối với nó có ý nghĩ xấu bất quá tô thần đã đem vương gia thiếu gia xếp vào người chết trên danh sách. Vô luận quyền lợi của hắn cao bao nhiêu, hôm nay chính là hắn ở nhân gian ngày cuối cùng. Dựa vào thuấn di cùng tìm hành năng lực. Tô thần ngay cả phong sương đế quốc hoàng cung đều có thể chui vào, cái này nho nhỏ pháo đài tự nhiên không nói chơi. Hắn dễ như trở bàn tay liền đi tới trung tâm nhất trong kiến trúc. Vương gia thiếu gia đang bị một đám người phục thị lấy cởi áo chìm vào giấc ngủ. Tô thần ngồi sổng ở trên một thân cây, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lại chỉ gặp cái kia vương gia thiếu gia bị nữ quyến trút bỏ áo ngoài sau một trận cười dâm đảng thuận tay liền hướng phía nữ quyến sờ soạn nữ quyến nào dám phản kháng cho dù bị chạm đến tư mật bộ vị cũng chỉ có thể nhẫn nhịn thụ lấy thiếu gia nên đi ngủ nữ quyến bên trong phụ trách thống lĩnh nữ quan gặp vương gia thiếu gia động tác không có ngăn cản nhưng lại đẩy nó tranh thủ thời gian chìm vào giấc ngủ không ta muốn nàng bồi tiếp ta ngủ vương gia thiếu gia quả nhiên là ngang ngược càng rỡ đã quen nữ quan nhíu mày trên thực tế Tại vương gia thiếu gia đi vào liêm sương thành sau, đã ngủ không ít hơn 8 cái nữ bột. Có lẽ là tại phong sương đế quốc vương Đô Chi trung bị lão gia quản đặc biệt nghiêm khắc, sau khi đi ra vương gia thiếu gia triệt để thả ra thiên tính, căn bản không có người có thể quản hắn. Nữ quan cũng không biết tràn diện này nên xử lý như thế nào. Còn nữ kia bột nghe được vương gia thiếu gia không chút nghĩ ngợi nói ra phải ngủ mình, tay run một cái, cầm quần áo cũng rơi xuống đến trên mặt đất. Vương gia thiếu gia giữa lông mày quét ngang, làm sao làm? Quần áo đều cầm không vững, nhà chúng ta nuôi ngươi đớp cứt sao? Nói vương gia thiếu gia từ bên cạnh rút ra một thanh bảo kiếm. Bất quá thanh bảo kiếm kia trọng lượng quá lớn, mà vương gia thiếu gia trời sinh liền không quen tu luyện, ngay cả dơ lên bảo kiếm khí lực đều không đủ. Dựa vào, thấy mình bêu xấu, vương gia thiếu gia không nói hai lời, nâng không nổi đến, liền kéo lấy bảo kiếm hất lên, đối với nữ bột kia trực tiếp chém tới. Nữ bột thấy thế tranh thủ thời gian trốn tránh. Vương gia thiếu gia gặp sau càng thêm phẫn nộ, lão tử chặt ngươi ngươi còn dám trốn tránh, đứng ngay ngắn vết cho ta tô thần hơi nhíu lên lông mày hắn không phải là chưa từng thấy qua ngang ngược người thế nhưng là như loại này cặn bã như vậy ngang ngược hành vi hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy tô thần trên hai tay lợi trảo dần dần hiển hiện vương gia thiếu gia lần nữa vung ra một kiếm trực tiếp đem nữ bột kia chặn ngang chém đứt bảo kiếm này mặc dù chìm nhưng cực kỳ sắc bén dù nói thế nào cũng là vương gia vì đó chọn lựa vũ khí đương nhiên sẽ không kém vương gia thiếu gia chém chết nữ bột sau bị lây dính một thân máu hắn tức miệng mắng to, đều thương mại là một đám phế vật. Ngày đó lão tử nhìn thấy Mỹ Nhân Nhi thả chạy không nói, hơn ba tháng, còn không có tiền tới. Không phải vậy lão tử cần bọn này vớ va vớ vẫn đến cho hả giận. Gọi vương lão tới, lão tử ngày mai sẽ phải nhìn thấy Mỹ Nhân kia. Còn có tiểu bạch kiểm kia, ba tháng, Mỹ Nhân đều bị tiểu bạch kiểm kia cho ngủ đã không biết bao nhiêu lần. Lại để cho lão tử nhìn thấy bọn hắn, nữ tiền dâm hậu sát, nam trực tiếp giết phân thay. Nhanh lên đi gọi vương lão đến hắn chỗ kêu vương lão, chính là ngày đó tô thần thấy qua lão bộc. Nữ quan gặp thiếu gia lại giết người, mặc dù đã gặp không ít lần, nhưng nàng hay là sợ hãi, tranh thủ thời gian dẫn người xuống dưới hô muốn vương lão đi lên. Tô thần gặp trong phòng ngoại trừ vương gia thiếu gia bên ngoài những người khác sau khi đi, hắn trong nháy mắt biến mất tại phía ngoài trên cây. Vương gia thiếu gia giết người xong sau cũng không có cảm thấy buồn nôn không ổn, ngược lại cầm bảo kiếm cẩn thận quan sát bị chính mình phân thay nữ bộc, đồng thời dùng kiếm cẩn thận chọc chọc nữ bộc thi thể. Thật vô dụng ngay cả tránh cũng sẽ không tránh. Vương gia thiếu gia chán ghét nói, có thể đây là hắn hạ lệnh để nữ bộc không có khả năng tránh né, nhưng hắn chẳng qua là một phen đùa bẩn lời nói, ai biết đối phương thật sẽ không tránh. Nó như là một đứa bé có được vô thượng quyền lợi tùy ý loạn là. Đùa bẩn một phen sau liền tẻ nhạt vô vị. Hắn ngày đó nhìn thấy tiêu ninh tuyết cũng chỉ là ham đối phương mỹ mạo. Nếu là chơi qua vài ngày sau, hắn liền sẽ cảm thấy nhàm chán, chỉ sợ cũng phải đem nó như là nữ bột này bình thường chém chết ngay tại vương gia thiếu gia quay đầu lại chuẩn bị dùng chậu nước lau chính mình dính đầy máu tươi hai tay lúc vừa quay đầu lại hắn đột nhiên phát hiện sau lưng đã đứng đấy một người ai quỷ a vương gia thiếu gia bị tô thần lặng yên không tiếng động đột nhiên xuất hiện giật nảy mình liên tục lui về sau đi tại đụng phải trong phòng vật trang trí sau mới định thần lại thấy rõ tô thần mặt hắn gặp tô thần khuôn mặt cực kỳ quen thuộc giống như ở nơi nào gặp qua hồi tưởng một phen sau mới nhớ tới là ngươi tiểu bạch kiểm kia mỹ nhân của ta ở nơi nào? Ngươi đem hắn lừa gạt đi nơi nào? Vương gia thiếu gia thấy là người sống sau, lại khôi phục hắn nhất quán tác phong, cho là tất cả mọi người hẳn là phục vụ cho hắn. Tô thần nhíu mày, đều bị đối phương chọc cười. Ta trước đó còn cảm thấy ngươi nhiều lắm là xem như một kẻ ngốc. Hiện tại xem ra, nói ngươi là đồ đần đều có chút quá khen. Tô thần lộ ra lợi trảo. Vương gia thiếu gia thấy thế, lúc này mới nhớ tới, nơi này không ai, Tô thần có thể dễ như trở bàn tay giết chết chính mình. Chờ một chút. Ta là Vương gia thiếu gia. Ngươi biết cha ta là ai chăng? Ngươi biết nhà chúng ta thế lực lớn bao nhiêu sao? Ngươi dám đụng đến ta? Tô Thần từng bước từng bước tới gần, hắn đang suy nghĩ, cứ như vậy tùy tiện giết chết tên cặn bã này có phải hay không có chút lợi cho hắn quá rồi. Hắn nên dùng dạng gì phương thức đến để người như vậy nhận trừng phạt. Vương gia thiếu gia gặp Tô Thần không có bị hắn ngôn ngữ hù đến, lập tức trở mặt. "Không phải, ngươi thật không sợ ta Vương gia?" Ngươi trước dừng lại, ta có thể cho cho ngươi tiền. Rất nhiều rất nhiều tiền. Ngươi có thể tới ta vương gia làm chó, chỉ cần ngươi đem mỹ nhân kia đưa tới. Tô thần nắm chặt nắm đấm, hắn là triệt để bị người này chọc giận. Người này nên có bao nhiêu ngu dốt, lại hoặc là hắn trưởng thống quyền lợi sau có cỡ nào ngang ngược càng rỡ, mới có thể nói ra lời nói như vậy đến. Đột nhiên, dưới lầu truyền đến một trận tiếng bước chân. Tô thần thở dài. Hắn biết, chính mình là không có cơ hội tiếp tục ra tấn gia hỏa này hắn chỉ có thể cho gia hỏa này nhất nên được đến phương thức. Tô thần cũng không cho là mình là một cái thẩm phán giả. Hắn chẳng qua là một cái muốn giết chết tên cạn bã này người đi đường. Một lát sau, khi vương lão cùng trước đó nữ quan dẫn một đám người xâm nhập phòng ở lúc. Trên mặt của mọi người đều lộ ra kinh hoảng sợ hãi khuôn mặt. Thiếu gia chết. Tô thần tùy tiện liền giết chết hắn. Pháo đài trên lầu chót, lúc đầu ngay tại tuần sát người nghe được bên trong truyền đến tiếng ồn ào, một trận kinh ngạc. Đây là thiếu gia lại làm ra yêu thiêu thân gì. Vương gia phòng giữ kỳ thật rất xâm nghiêm, nhưng trước đó chuyên môn thủ vệ tại thiếu gia bên cạnh ma đấu giả chết. Mà những người khác thì là tại trong pháo đài tâm bốn phía phòng bị, phần lớn chỉ là thất đoạn thôi. Đối mặt tô thần thuấn di năng lực, bọn hắn thậm chí không có nghe được một chút tiếng gió. Cuối cùng ở bên trong hô to thiếu gia chết trong tiếng kinh hô, mọi người mới hiểu được. Xảy ra chuyện lớn. Mà hết thảy này kẻ đầu tiêu tô thần. Thu hồi dính máu lợi trảo sau, cùng tiêu ninh tuyết đã ngồi lên rời đi liêm sương thành xe ngựa hướng phía phía tây thú thành mà đi. Chương 324, Mai Phục Xoả điểu mỗi ngày mù nhạt. Mười ngày sau Ở trên đường Tô Thần cùng Tiêu Ninh Tuyết chính lái một chiếc xe ngựa chạy tại trên con đường. Thỉnh thoảng Tiêu Ninh Tuyết sẽ còn thả ra Thiên Oanh đến hút khẽ hấp không khí mới mẻ. Thiên Oanh lông vũ lớn lên rất nhanh, chỉ là thời gian ba tháng, toàn thân trên dưới liền mọc đầy xinh đẹp lông vũ. Nó trên lông vũ có uyển chuyển quanh co đường cong, phản phất từng tấm mưu thiết bình thường bức tranh, mỗi một cây trên lông vũ đồ án đều không giống nhau nhưng nếu muốn cẩn thận nhìn chằm chằm liền sẽ đầu ván mắt hoa lông vũ này bên trên phản phất có được một loại nào đó cấm kỵ một dạng tô thần kinh ngạc với thiên oanh chủng tộc đến cùng đến từ cái gì năng lực mặc dù là hỏa diễm đặc tính lại phần lớn cùng linh hồn có quan hệ ngoại trừ oanh nguyên chi hỏa bên ngoài năng lực khác như u hồn chi hỏa là đối với người khác tạo thành trên linh hồn tổn thương còn có cái kia phần thiên kỹ năng bị động tô thần cũng nghĩ để thiên oanh làm mẫu một chút nhưng thiên oanh chính mình cũng không biết chính mình có năng lực này không phải tất cả mọi người giống tô thần như thế có hệ thống có thể trực tiếp quan sát đến chính mình tất cả kỹ năng. Thiên oanh năng lực này, phản phất chỉ có dưới tình huống đặc thù mới có thể phóng xuất ra. Tô thần cũng không có lại xem kỹ. Mỗi ngày oanh không buồn không lo ở trong bầu trời bay lượn. Cùng trời oanh ngốc ngu ngơ tính cách khác biệt, xỏa điểu này xoay quanh tại thiên không thời điểm, mở ra hai cánh nhìn lại lúc, như là trong truyền thuyết tiên chim bình thường sẽ cho người không tự chủ sinh ra kính sợ. Nhưng nếu là biết xỏa điểu này mỗi ngày không phải ăn chính là vui đùa, liền sẽ giống tô thần như thế ở trên xe ngựa biểu lộ một dạng im lặng. Tiêu ninh tuyết ngược lại là thật vui vẻ, bởi vì ngoại trừ tô thần trường hợp đặc biệt này bên ngoài, thiên oanh càng giống là khế ước của nàng thú. Thiên oanh lao xuống, mở ra hai cánh sau, thân hình cùng xe ngựa này cơ hồ ngang nhau. Bởi vì trong thời gian ba tháng này, thiên oanh đã ăn mập. Đương nhiên cái này cũng hao tốn tô thần cùng tiêu ninh tuyết không ít tiền. Cứ theo tốc độ này, rất dễ dàng đánh giá ra, thiên oanh nếu là dài đến cửu đoạn, chỉ sợ cũng cùng trước đó giật long vương thú bình thường cao lớn đến lúc đó thiên oanh mới có thể là một loại chân chính thần thú thiên oanh lao xuống sau lập tức úp sấp tiêu ninh tuyết trong ngực tiêu ninh tuyết vuốt ve nó lông vũ thiên oanh rất hưởng thụ quá trình này chỉ là phía trước lôi kéo xe ngựa hai con ngựa không ngừng gào thét nếu là có thể nghe ra lời của bọn nó ý tứ chỉ sợ phần lớn là đang mắng chim tô thần bất đắc dĩ đánh xe ngựa nhưng hắn giữa lông mày nhíu một cái phát giác được có chút không thích hợp thời gian 10 ngày đi phía tây đi bọn hắn cơ hồ muốn đi ra phong sương đế quốc quốc cảnh. Tại cái thế đạo này phía trên, kỳ thật quốc cảnh cơ hồ là mọi người tại trên địa đồ tùy ý vẽ xuống tuyến. Chân chính quốc cảnh biên giới cơ hồ không có bóng người, song phương bình dân cũng sẽ không biết mình đến cùng xem như người nước nào. Bên này cũng không có chiến tranh, chung quanh phần lớn là một ít cây cối rừng cây. Có thể cây cối này cũng quá quỷ dị. Từng cái dáng dấp siêu siêu vẹo vẹo, sợ người không biết nơi này rất quỷ dị một dạng. Tô thần mang theo kinh ngạc, dơ lên dắt dây thừng, hai con ngựa ngừng lại thế nào tiêu ninh tuyết ngay tại vút ve thiên oanh hướng tô thần hỏi đi nàng đến không cảm thấy có cái gì không thích hợp dù sao thiên oanh có thể ở trong bầu trời xoay quanh vì bọn họ quan sát bốn phía con đường cùng nguy hiểm cho nên bọn hắn mới có thể tránh biển đại đa số tai họa tô thần lắc đầu ta cảm giác có chút không thích hợp ta xuống xe nhìn xem các ngươi ở chỗ này lấy không nên động xõa điểu thượng thiên đi xem một chút thiên oanh gặp tô thần mệnh lệnh chính mình một bộ không tình nguyện bộ dáng hướng phía tiêu ninh tuyết trong ngực nũng niệu Gia hỏa này phản phất biết mình đã sơ bộ trưởng thành, tiêu ninh tuyết cũng nguyện ý vuốt ve nó, nó cảm thấy mình giờ phút này có được cùng tô thần tranh thủ tình cảm vốn liếng. Lại nó cũng là vương thú, cũng biết tiếng người, sẽ nũng nịu sẽ giả ngây thơ, sức chiến đấu so với tô thần nó cũng cảm thấy không kém chút nào. Trọng yếu nhất chính là, nó sẽ còn bay. Có thể chở tiêu ninh tuyết bay lượn chân trời. Nó làm sao có thể so tô thần kém. Tô thần gặp xỏa điểu bộ này tư thái, nhíu mày. Vương tay hướng xỏa điểu này đầu chính là hai quyền ta không đề nghị đêm nay thêm đồ ăn. Nhanh đi. Xoả điểu nghe được tô thần uy hiếp bờ, mà tiêu ninh tuyết chỉ là uyển nhi cười một tiếng. Thiên oanh giờ mới hiểu được nơi này đến cùng là ai làm chủ. Nó cuối cùng bất đắc dĩ lên không thượng thiên, vây quanh bốn phía, cũng không có phát hiện cái gì tình huống đặc thù. Chung quanh nơi này cây cối chính là quỷ dị như vậy. Tô thần nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ chung quanh khí tràn. Thiên oanh hạ nói ra, không có gì đặc thù. Im miệng. Tô thần lập tức hô hắn mở tròn mắt, sau đó mặt hướng mặt phía bắc nói ra. Ra đi. Đừng để ta xuất thủ. Tô thần rất tự tin nói. Sau đó mặt phía nam đi ra ba người. Bọn hắn một mặt mộng bức, ngươi là thế nào phát hiện chúng ta? Đại ca ngụy Trang không có khả năng có vấn đề a Tô thần cũng rất kinh ngạc, sau đó xoay người nhún vai. Hắn không có phát hiện, chỉ là lừa dối một tiếng, không nghĩ tới thực sự có người. Như thế vụng về ngụy Trang, phát hiện các ngươi quá đơn giản. Vì cái gì một đường đi theo chúng ta, Ba người cẩn thận quan sát một chút Tô Thần, Tiêu Ninh Tuyết cùng Thiên Oanh. Riêng phần mình liếc nhau sau bật cười. "Đem tên kia khế ước cho chúng ta, chúng ta có thể thả các ngươi thông qua." Ba người chỉ chính là Thiên Oanh. Tô Thần nhíu mày, "Các ngươi muốn nó làm cái gì?" Vương thú mặc dù rất đặc thù, nhưng trừ phi là nghề nghiệp đối khẩu người, những nghề nghiệp khác người gần như không có khả năng nhận ra vương thú cùng phổ thông dị thú khác nhau. Ba người cười nói, "Làm sao không nhận ra? Các ngươi không biết nơi này là chỗ nào?" Tiêu Ninh Tuyết kinh ngạc hỏi, nơi này không phải phong sương đế quốc sao? Ba người kia một trận cười to Tiêu Ninh Tuyết vô tri. Mà các ngươi lại là tiến nhập thú thành phạm vi. Tô thần nheo lại mắt, hắn đã đoán được. Thú thành phạm vi bên trong, người ở bên trong cơ hồ đều là gọi thú sư, có thể nhận ra vương thú không nên quá đơn giản. Mà vương thú đối với thú thành giá trị không cần nói cũng biết. Đem nó kế ước cho chúng ta. Các ngươi liền có thể an toàn thông qua con đường này, không phải vậy. Hắc hắc, trong ba người có một cái cực kỳ gầy yếu cao to lớn lên giống là một cây cây gậy trúc tay phải của hắn cũng không phải là nhân loại thủ bút mà là lông xù mười phần tráng kiện phản phất hướng đại tinh tinh cánh tay một dạng cây gậy trúc cười hắc hắc phản phất đã ăn chắc tô thần bọn người tô thần trực tiếp dùng hệ thống quét tới nhân vật phân tích bên trong danh tự vị tri chủng tộc nhân tộc đẳng cấp thất đoạn ngũ phẩm tu luyện nghề nghiệp dị thái gọi thú sư kế ước thú xương thép tinh tinh còn lại vị thú tư liệu không biết tô thần kinh ngạc lấy hắn đại khái đoán ra đối phương gọi thú sư thế nhưng là cái này vị thái gọi thú sư lại là cái gì tô thần lại nhìn hai người khác bọn hắn thì là đơn giản gọi thú sư phân biệt đẳng cấp là thất đoạn thất phẩm cùng tam đoạn tam phẩm trách không được dám đến ăn cướp bọn hắn hai cái thất đoạn người là có lực lượng dạng này cây gậy trút nhìn qua là trong ba người lão nhị hắn đứng ra nhìn chăm chú về phía tô thần trên người ngươi giống như cũng có vương thú khí tức hai người các ngươi sẽ không đều có được vương thú đi. Lão đại, chúng ta lần này ra khỏi thành tuyệt đối là kiếm bộn rồi. Chương 325, Hỗn Chiến Công kích vương thú Tô thần càng thêm kinh ngạc. Những người này không chỉ là có thể nhìn ra thiên oanh là vương thú, ngay cả trên người nó vương thú khí tức đều có thể phát hiện. Không biết chuyến này đi thú thành, đến cùng muốn đi mua khế ước thú vẫn là đi đưa khế ước thú. Lại nhìn qua con thú này thành trực tự, như là cái tên một dạng mang theo thú tính. Tô thần nhẹ nhàng cười một tiếng, các ngươi cứ như vậy có tự tin, cảm thấy có thể chiến thắng chúng ta. Tiêu ninh tuyết cũng xuống xe ngựa, tiến vào trạng thái chiến đấu. Thiên oanh xoay quanh tại không trung, tùy thời chuẩn bị phun ra hỏa diễm. Ba người đối với tô thần cùng tiêu ninh tuyết ngược lại là không có gì kiên kỵ, ngược lại là cùng nhau nhìn về phía trong bầu trời thiên oanh. Vương thú thật không đơn giản, mặc dù thiên oanh chỉ là thất đoạn, có thể năng lực của nó tuyệt đối so với phổ thông dị thú càng mạnh. Ba người cũng không có bất luận cái gì chần chờ nhao nhao triệu hoán ra chính mình dị thú. Gọi thú sư nghề nghiệp, tự thân cũng không phải rất biết đánh nhau, nhưng bọn hắn chỉ cần đem khế ước dị thú toàn bộ bày ra đến, cũng không phải là bình thường người có thể giải quyết. Chỉ gặp ngoại trừ cây gậy trúc bên ngoài hai người khác, nhao nhao từ dị thú trong không gian đem bọn hắn khế ước thú phóng xuất. Từng cái vòng xoáy không gian bị mở ra. Trọn vẹn chính cái dị thú bị cùng nhau phóng xuất ra. Trong đó một nửa dị thú đều dán dấp 10 phần quái dị. Chỉ có bốn cái dị thú bộ dáng coi như có chút nguyên hình, đại khái là hổ thú, hùng thú, cùng hai cái loại hổ lang bộ dáng dị thú. Mà những dị thú này bên trong, có bốn cái vậy mà đều đạt đến thất đoạn. Cái kia cây gậy trúc nhưng không có triệu hồi ra dị thú. Hắn đem tay phải nắm chặt, thân hình trong nháy mắt biến lớn, chừng cao hơn 30 mét. Tô thần bừng tỉnh đại ngộ. Dị thái gọi thú sư. Nguyên lai là đem nó khế ước dị thú năng lực gia trì đến trên người mình. Mà năng lực, tuyệt không chỉ xương thép đại tinh tinh một loại. Bốn cái thất đoạn, tăng thêm một cái thất đoạn dị thái gọi thú sư đội hình như vậy, tự nhiên có cùng tô thần bọn người kiêu chiến vốn liếng. Bọn hắn cũng là hai cái thất đoạn gọi thú sư, còn có vương thú, phải cẩn thận một chút. Trong ba người lão đại nhắc nhở. Cái kia thất đoạn thất phẩm gọi thú sư, thân rộng thể béo, trốn ở một cái thất đoạn dị thú phía sau. Toàn bộ rừng rậm con đường, trực tiếp bị cái này chính cái dị thú cùng cái kia cây gậy trúc chiếm cứ. Dù sao những dị thú này thân thể, cơ hồ không có nhỏ hơn thiên oanh. Thiên oanh kêu to một tiếng, nó vương thú bi áp mở rộng ra tất cả dị thú nghe thiên oanh kêu to đều không tự chủ lui về phía sau mấy bước vương thú chi uy tự nhiên không thể khinh thường trước vây khốn cái này vương thú công kích nữ nhân kia gọi thú sư càng hiểu gọi thú sư ở giữa nhược điểm bọn hắn minh bạch cùng khế ước thú chiến đấu là tự mình chuốc lấy cực khổ đồng thời khế ước thú tại trong phạm vi nhất định có thể bị tùy thời triệu hồi dị thú trong không gian chỉ có đánh chết gọi thú sư bản thể mới có thể kết thúc chiến đấu mà gọi thú sư bản thể đều là cũng sẽ không rất mạnh trừ phi, người kia là tiêu ninh tuyết. Tiêu ninh tuyết cũng đi theo cười lạnh một tiếng, trực tiếp từ bên hông vung ra vừa lấy được linh năng roi. Trên thân nó linh năng đặc tính triển lộ ra. Cây gậy trúc kinh hải, a à. Lão đại, không thích hợp, nữ nhân kia còn giống như là cái người đấu võ. Tô thần không chút do dự mở ra hắn lợi trảo. Thánh hổ chi giác cũng đồng thời mở ra. Hai mắt lâm vào huyết tinh bên trong, giết chóc sắp bắt đầu. Hắn cũng là gì thái gọi thú sư sao? Cây gậy trúc lần nữa kinh ngạc đến chỉ là tô thần cái này dị thái gọi thú sư, vì cái gì cùng hắn biến hình trạng thái không giống với. Vì cái gì tô thần còn có thể duy trì nguyên hình. Chẳng lẽ là đối phương khế ước thú vốn cũng không lớn. Trong lúc nhất thời, cây gậy trúc cũng không biết rõ trạng thái. Bất quá trong ba người lão đại cao mày lập tức lên tiếng, mặc kệ bọn hắn là nghề nghiệp gì, xử lý trước bọn hắn lại nói. Nói, ba người từ trong ngực móc ra một chồng ma pháp quyển trục, riêng phần mình pháp khí cũng đem ra. Còn có mấy kiện pháp khí. Ba người đều là gọi thú sư, vũ khí của bọn hắn cùng trang bị tự nhiên đều là ứng dụng tại nó nghề nghiệp tô thần lắc đầu hắn phiền nhất thần giới chính là điểm này làm sao người người trên thân đều mang một đống lớn đồ vật nhưng đây chính là thần giới không có điểm lực lượng ai dám đi ra ngoài tô thần khởi động thú di trong chớp mắt sát nhập vào bầy dị thú bên trong hắn lần này không có mở ra thần huyết chi năng dù sao chờ chút hoàng lại sau còn muốn tiến vào thú thành bên trong không bảo lưu một chút thực lực tại hỗn loạn chi địa này nhưng không cách nào sinh tồn hắn lập tức đối với tiêu ninh tuyết hô to đến đem có thể sử dụng đồ vật đều lấy ra đi tiêu ninh tuyết mau từ trong xe ngựa lật ra một chồng ma pháp quyển trục nhà ai còn không có điểm lương thực dư sau một khắc toàn bộ trong rừng rậm bạo phát ra kinh thiên pháp ánh sáng màu màu thất đoạn dị thú phóng thích ra riêng phần mình năng lực phương viên mấy chục cây số trong rừng rậm khi thì thủy thế ngập trời khi thì dung viêm sôi trào tiêu ninh tuyết tế ra trước đó lấy được hạt châu màu đen bầu trời trong khoảnh khắc biến thành đêm tối song phương ma pháp quyển trục tùy ý ném loạn. Phản phất trở thành một trận ma pháp quyển trục đại chiến. Bất quá ma pháp quyển trục chỉ có thể duy trì một kích. Mặc dù phía trên năng lực rất lợi hại, nhưng người nào còn sẽ không tránh A. À. Tránh không khỏi, còn có thể để khế ước thú mặt khác bọn họ ngăn lại một kích. Tô thần đầu đội lên sáng lạng ma pháp quan buộc, tại dung viêm đại địa chạy vội, nhảy lên nhảy lên đại tinh tinh hóa cây gậy trúc trên thân. Bên cạnh một mực có được hàng ngàn con xúc tu dị thú dính vào đại tinh tinh thân thể, thay nó rõ ràng tô thần bỏ chết này tô thần chưa mở ra thần huyết chi năng lúc dùng lợi trảo bỗng nhiên xuyên vào đại tinh tinh thể nội nhưng ở chạm đến kỳ cốt đầu lúc lại bị kẹp lại cái gì tô thần cũng có chút kinh ngạc hắn móng vuốt thép liền xem như cái kia bác đoạn trùng thú đều có thể làm bị thương nhưng lại đâm không thủng đại tinh tinh này thiết cốt đại tinh tinh này nhục thể cũng không nhiều ngược lại là xương cốt trực tiếp chống đến cơ hồ cùng làn da một dạng độ dày khiến cho tô thần lợi trảo không cách nào càng thâm nhập mà sau lưng xúc tu kia dị thú lại điên cuồng quấy rối tô thần chặt liên tiếp mấy chục con xúc tu nhưng đối phương xúc tu lại là tái sinh phẩm hắn cắt đứt xúc tu tốc độ còn không bằng đối phương tái sinh tốc độ đây đều là cái gì hiếm thấy dị thú mặc dù hiếm thấy nhưng là mười phần khó chơi tô thần lập tức cũng lâm vào trong khổ chiến chẳng lẽ nhất định phải mở ra thần huyết chi năng không thể tô thần tin tưởng mình mở ra thần huyết năng lực sau tuyệt đối có thể giải quyết tràn diện này thế nhưng là lại héo ba tháng tô thần cũng không nguyện ý a à mà hắn cũng không muốn tiêu ninh tuyết trực tiếp sử dụng ra cuối cùng một tấm bát đoạn ma pháp quyển trục. Đó cũng là tiêu hao phẩm. Còn có kết giới kia thủy tinh cầu, mặc dù hiệu quả rất cường đại, có thể đó là cố định đạo cụ phòng ngự, căn bản là không có cách công kích. Ngay tại tô thần cân nhắc muốn hay không hy sinh một chút chính mình lúc. Trong bầu trời, truyền đến một tiếng vang giòn. Tiêu ninh tuyết đứng lên thiên oanh phần lưng, vùng lấy linh năng roi, thiên oanh kêu to, toàn thân bốc lên oanh nguyên chi hỏa mà ngọn lửa này cũng lập tức thiêu đốt đến tiêu ninh tuyết trên thân. Ngọn lửa này không chỉ có không tổn thương được tiêu ninh tuyết, ngược lại có thể tăng cường tiêu ninh tuyết lực lượng. Tuy chỉ là thất đoạn nhị phẩm tiêu ninh tuyết. Tại vương thú thiên oanh gia trì bên dưới, lại thêm cái kia ngụy thần khí linh năng roi. Một roi quất xuống. Một cái mười phần con rết giống như dị thú, trong nháy mắt bị đánh thành hai đoạn. Mà cái kia mười phần con rết giống như dị thú, thế nhưng là thất đoạn tứ phẩm. Lần này, đối phương ba người quá sợ hãi. Chương 326, Linh Năng Roi Cường Đại Vũ khí của nàng như thế nào lợi hại như vậy? Ba người không hiểu. Đây chính là bảy đoạn tứ phẩm dị thú. Mặc dù loại con rết dị thú lực phòng ngự kém một chút, nhưng thân thể vẫn là rất cứng rắn. Ngang cấp bên trong, sao sẽ như thế dễ dàng bị đánh mở? Bị đánh mở loại con rết dị thú vẫn đang ngọ ngoại. Nó là nhiều chân loại trùng thú, chỉ cần đầu còn tại, liền còn có cứu giúp khả năng. Nhưng bây giờ tràn diện, tự nhiên không đủ để để cho người ta cứu nó tiêu ninh tuyết vung vẩy roi chân đạp thiên oanh phóng tới đàn thú đàn thú gặp trước đây loại con rết dị thú dễ dàng như thế bị xé nứt bọn chúng cũng có đề phòng bắt đầu dùng cơ thể cứng rắn nhất bộ phận đi ngăn cản tiêu ninh tuyết công kích cái này sách lược lên điểm tác dụng tiêu ninh tuyết công kích bây giờ không thể lại nhất kích đưa chúng nó bị mất mạng bất quá linh năng quất tại trên thân thể của bọn nó vẫn rất đau roi còn có thể quật vào da của bọn nó trong thịt đàn thú đành phải thay phiên lấy phòng ngự cùng phản kích tiêu ninh tuyết một người một thú đối chiến đàn thú linh năng roi quả nhiên cường hãn tiêu ninh tuyết hơi hơi nắng roi Vẹn vẹn là dùng roi trên không trung vung ra không hưởng đều biết tạo thành một hồi không bạo sóng âm có thể tưởng tượng được uy lực của nó có bao nhiêu cực lớn thiên oanh cũng không có nhàn rỗi tại cổng lấy tiêu ninh tuyết lúc nó cũng sẽ phun ra nóng bỏng hỏa diễm nó bắt đầu phát động năng lực của tự thân u hồn chi hỏa chỉ thấy một cái hổ loại dị thú đột nhiên run rẩy lên trên người nó không có bất kỳ cái gì tổn thương thế nhưng là đầu lại ông ông tác hưởng linh hồn bị chấn động u hồn chi hỏa đưa nó linh hồn cộng lại thiêu đốt khiến cho nó đau đớn vạn phần chỉ là để cho hắn bị quấy rầy nó liền không thể lại làm ra bất kỳ động tác gì tiêu ninh tuyết cùng trời oanh có kế ước tinh thần kết nối biết rõ thiên oanh tại công kích cái kia dị thú theo sát lấy tiêu ninh tuyết cũng làm ra phối hợp một roi hướng về hổ loại dị thú vung đi các dị thú ở giữa cũng không có như này ăn ý phối hợp bọn chúng gặp cái kia hổ loại dị thú ngơ ngác sững sờ tại chỗ căn bản vốn không làm trốn tránh cũng không biết nó xảy ra chuyện gì. Rõ ràng né tránh là được rồi, lấy hổ loại dị thú nhanh nhẹn trình độ, chỉ cần nhẹ nhõm nhảy lên liền có thể né tránh. Thế nhưng là tiêu ninh tuyết roi trực tiếp đánh vào trên người của nó. Nó còn không có bất luận cái gì động tác phòng ngự, một roi xuống, da tróc thịt bông, càng hợp thấy xương. Lập tức lại là một cái dị thú phế bỏ. Ba người thấy thế lần nữa kinh hãi Cây gậy trúc bỗng nhiên hô, đại ca, chúng ta có phải hay không tìm lộn người? Những thứ này xuống chúng ta sẽ bại cây gậy trúc còn tại cùng trên người hắn tán loạn tô thần chiến đấu. Cái kia xúc tu quái cũng tại trợ giúp hắn thanh lý tô thần, không cách nào phân ra sức mạnh đi đối kháng tiêu ninh tuyết. Nhìn thấy cái trạng thái này, trong ba người đại ca cũng lúng cúng, tiêu ninh tuyết đưa nó hai cái dị thú đánh bại. Còn lại dị thú càng là không cách nào ngăn cản. Đại ca nuốt nước miếng một cái, minh bạch không trốn nữa liền đến đã không kịp. Hắn dị thú xác thực rất mạnh, nhưng hắn liền một roi đều không chịu nổi. Tiêu ninh tuyết chỉ cần là dựa vào gần hắn, tùy ý một roi liền có thể đem hắn hút chết. Rút lui. Ý tưởng quá cứng. Đại ca lập tức hạ lệnh. Kỳ thực trong ba người, cũng chỉ có cây gậy trúc cùng hắn có chiến lực, một người khác chỉ có điều ba đoạn mà thôi, căn bản là không có cách tham dự loại trình độ này chiến đấu. Người kia là đại ca mới thu tiểu đệ, nghe được mệnh lệnh rút lui, nhanh chóng hướng về sau mặt chạy, liền nó triệu hoán đi ra dị thú đều mặc kệ. Thế nhưng là tô thần sẽ cho bọn hắn cơ hội sao? Bây giờ nghĩ đi. Chậm. Tô Thần mặc dù không phải quyết định chiến cuộc đảo ngược người. Thế nhưng là hắn chỉ một người dính dấp cây gậy trúc cùng một cái bảy đoạn xúc tu dị thú. Tiêu Ninh Tuyết phụ trách loạn giết còn lại dị thú là được rồi. Mà khi ba người muốn chạy trốn, lại đến phiên Tô Thần là chủ. Tô Thần ánh mắt biến đổi. Mây mù hội tụ, lôi điện lần nữa gia trì ở Tô Thần trên thân. Tô Thần bỗng nhiên nhảy lên, nhảy đến đám người sau lưng. Trên người lôi đình chi lực đột nhiên tản ra, bốn phía đại địa cây cối trực tiếp bị phá hủy. Tô Thần toàn thân nhiễm lôi điện, bây giờ nên đến phiên chúng ta đánh cướp. Đám người này muốn ăn cướp Tô Thần cùng Tiêu Ninh Tuyết, lại chọn sai đối tượng. Bây giờ nghĩ đi, không trả giá một chút tự nhiên là không thể nào. Tô Thần không có nương tay, đầu tiên chạy về phía trong ba người đại ca. Đại ca có thể thu lũng hai cái tiểu đệ, tự nhiên cũng không phải đèn đã cạn dầu. Gặp Tô Thần vọt tới, hắn mau để cho tất cả dị thú trở về thủ. Hơn nữa trong tay lấy ra một cái hộ tâm kính hướng về bộ ngực mình một đập phục trên người hắn trong nháy mắt bao phủ lên một tầng áo giáp. Gọi thú sư bản nhân là rất yếu không giả, nhưng gia trì lên thần giới đủ loại kỳ dị đạo cụ, đối phương chỉ cần có năng lực tự bảo vệ mình, những người khác liền không cách nào công kích được hắn. Ngược lại sẽ bị gọi thú sư bày dị thú nuốt mất. Gọi thú sư bản nhân chính là dựa vào cái này một bộ khôi giáp đại chiến bất bại. Lại thêm còn có dị thú tại phía trước thay hắn ngăn cản, hắn căn bản không sợ. Thế nhưng là tô thần là một ngoại lệ. Những thứ này bảy đoạn dị thú tại hắn thuấn di trước mặt lộ ra là như thế chậm. Cho dù các dị thú thân hình cực lớn, tô thần lại thông qua thuấn di, dễ như trở bàn tay người xuyên việt nhiều dị thú. Tại chân của bọn nó phía dưới tùy ý lướt ngang. Chỉ là ở đó gọi thú sư lấy ra hộ tâm kính áo giáp lắp đặt trong nháy mắt, tô thần đến trước mặt hắn, một quyền đánh vào trên lồng ngực của hắn. Nhưng bất ngờ là, tô thần một quyền xuống. Đối phương không nhúc nhích tí nào, ngược lại là tô thần bị hắn phản chấn năng lực đánh lui mấy bước. Hắc hắc, chúng ta muốn đi ngươi thật đúng là ngăn không được đại ca khinh miệt nói ta cái này hộ tâm kính thế nhưng là tám đoạn rèn đúc đại sư vật phẩm vì cái này phòng ngự pháp khí ta thế nhưng là bỏ ra cái giá cực lớn như thế nào là ngươi cái này bảy đoạn nhất phẩm gia hỏa có thế dễ dàng công phá đại ca một mặt nhẹ nhõm hắn khôi giáp này đích xác rất cường hãn có thể đề phòng vẫn cường lực công kích mà tại tô thần bị đẩy lui lúc khác dị thú cũng vây công tới lại một con hổ loại dị thú móng tử lại sinh trưởng bảy cái đầu ngón tay bảy nucleus trảo hướng về tô thần đầu vỗ xuống thứ nhất cái đầu ngón tay thì tương đương với tô thần lớn nhỏ phản phất có thể lập tức nghiền chết tô thần tô thần sắc mặt trong nháy mắt biến hắn thời khắc này sức mạnh cũng không cách nào công phá đối phương vậy đại ca hộ tâm kính trừ phi mở ra càng đặc biệt sức mạnh nhưng đó là có giá cao hỗ trảo vỗ xuống hắn không có sợ hãi chút nào chỉ là giơ lên một cái tay hắn móng vuốt vương đi ra đối phương hỗ trảo vỗ xuống lúc trực tiếp bị xuyên phá Tô thần cắn răng, phải rách ngươi áo giáp đúng không? Vậy ta đem ngươi tất cả dị thú đều giết sạch. Sau đó lại chậm rãi đối phó ngươi. Tô thần hướng về phía trên nhìn lại. Cái kia hổ loại dị thú mọc ra bốn cái sắc bén răng nanh, tô thần nhảy lên một cái, trực tiếp nhổ một cây răng. Dị thú bị tô thần như thế bạo lực công kích làm cho đau nhất, không ngừng hướng tô thần lớn tiếng gầm rú. Tô thần thấy thế, ngược lại hướng về cái kia hổ loại dị thú nổi giận gầm lên một tiếng. Một núi không thể chứa hai hổ, tô thần tiếng gào này gọi, thanh thế không lớn, nhưng hổ vương thú huyết mạch cuồn cuộn đi ra. Trực tiếp chấn nhiếp tại chỗ tất cả tứ chi bò dị thú. Cái kia thân hình lại cao hơn 20m mảnh hổ cùng tô thần đối lập mà xem. Trên khí thế, tô thần đè lại tất cả dị thú. Chương 327, rất lợi hại cái kia quỳ xuống tới làm gì. Tô thần một người đứng tại đông đảo dị thú cùng ba người ở giữa. Tiêu ninh tuyết trên không trung đảo mắt. Đại ca cuối cùng ý thức được sự tình có cái gì không đúng. Bọn hắn thật đánh không lại, hơn nữa có thể ngay cả trốn đều trốn không thoát. Cái kia dị thái gọi thú sư theo sát mà đến. Thân hình một cước đạp xuống đi, mặt đất đều biết rung rẩy theo. Thế nhưng là to lớn như vậy thân hình cũng không cách nào chiến thắng tô thần cùng tiêu ninh tuyết. Hắn hốt hoảng nói. Đại ca. Làm sao bây giờ? Đại ca tỉnh táo phân tích một phen, tiếp đó cười khổ nói, thật giống như hai chúng ta phải chết. Tô thần cười lạnh quay đầu, dám đánh cướp bản vương, các ngươi thật là sống ngán. Bây giờ, giao ra các ngươi tất cả dị thú, tất cả phát bảo ta ngược lại thật ra có thể thả các ngươi một con đường sống vậy đại ca trong nháy mắt đêm đen khuôn mặt không có khả năng dạng này không bằng để chúng ta đi chết lão tử còn không bằng liều mạng với ngươi tô thần nhìn về phía đối phương tử thương thảm trọng dị thú nhẹ nhàng nở nụ cười chỉ bằng các ngươi còn lại những thứ này vớ va vớ vẫn sao đối phương bốn cái bảy đoạn dị thú bị tô thần đã thương một cái bị tiêu ninh tuyết giết chết một cái còn có hai cái lại thêm cái kia dị thái gọi thú sư bây giờ đã là ba ba tô thần bên này tiêu ninh tuyết cùng thiên oanh đều vẫn còn chiến lực năm đánh ba đều bị phản sát một cái làm bị thương một cái bây giờ ba đánh ba càng không khả năng đánh qua tô thần bọn người cho nên tô thần mới kinh thường nói những vị thú kia cũng là vớ va vớ vẩn đại ca cũng minh bạch tình hình khó khăn cùng tô thần bọn người tiếp tục chiến đấu tiếp rõ ràng không sáng suốt chúng ta là đánh không lại các ngươi cũng nhận thua ta có thể đem một cái bảy đoạn dị thú khế ước giao cho các ngươi còn có thể đem trên người của ta còn lại ba tấm bảy đoạn ma pháp quyển trục cho các ngươi. Cái này có thể đi. Vậy đại ca nhận túng đạo. Tô thần lắc đầu, không đủ. Cái này còn không có thế mua mạng của các ngươi. Dị thái gọi thú sư một cước bước ra, giận dữ nói, các ngươi chớ ép người quá đáng. Coi như các ngươi thật có thể xử lý chúng ta. Nhưng bằng mượn ta đại ca hộ giáp, còn có khác dị thú. Các ngươi cũng không chiếm được quả ngon để ăn. Tô thần nhíu mày, lúc nào đánh cướp người thế mà cũng có thể bàn điều kiện là ta không nói biết không? Bây giờ, đem các ngươi tất cả dị thú khế ước giao cho ta, còn có tất cả pháp bảo, bao quát trên người ngươi áo giáp. Bằng không thì các ngươi chỉ có chết. Tô thần một phen ngôn ngữ, ba người đều nổi giận. Thảo! Lão tử cùng các ngươi liều mạng. Cây trúc kia hét lớn một tiếng. Tô thần căn bản không sợ đối phương, hỗ trảo trong nháy mắt duỗi ra, chuẩn bị lần nữa chiến đấu. Nhưng màn tiếp theo để cho tô thần trực tiếp ngẩn ra. Bởi vì cây trúc kia mặc dù thanh thế hùng vĩ, nhưng hắn lập tức biến hóa thân hình. Mới vừa rồi còn là một cái xương thép đại tinh tinh bộ dáng cơ thể, trực tiếp biến hóa thành một cái cao 7-8 mét loài báo dị thú. Lại còn rất dài ra sáu con chân. Cây gậy trúc trống to sau đó, bỗng nhiên phóng đi. Nhưng phương hướng của hắn trở lại, hắn cũng không có phóng tới tô thần, mà là hướng phía sau bay thẳng chạy mà đi. Sáu con chân loài báo dị thú hình thái, để cho tốc độ của hắn tăng lên tới cực hạn. Chỉ là ngắn ngủi mấy giây thời gian hắn liền đã chạy ra hơn ngàn mét xa hắn, còn lại đại ca cũng mộng. Hắn giống như bị bán. Tiểu tử ngươi lâm trận bỏ chạy. Muốn để ta sống ly khai nơi này tìm được ngươi, ngươi liền chết chắc. Đại ca đại khái cả giận nói. Tô thần kinh ngạc lấy lắc đầu, ta còn tưởng rằng các ngươi có nhiều cốt khí. Hắn chạy, ngươi còn muốn chống cự sao? Tô thần hướng về phía vậy đại ca nói. Đại ca biểu tình trên mặt cùng ngữ khí vẫn là rất ngạnh khí, cái kia phế vật chạy, nhưng lão tử tuyệt sẽ không đầu hàng. Có gan ngươi liền đem trên người ta đồ vật cầm lấy đi, đem ta tất cả dị thú khế ước đi qua. Còn lại một cái, ta đều xem thường ngươi. Tô thần cười lạnh một tiếng, vậy ngươi quỳ xuống làm gì? Đại ca nhún vai, hừ, đây chẳng qua là thân thể ta phản ứng tự nhiên thôi. Tới A, có gan đem ta dị thú cùng pháp khí đều cầm lấy đi. Tô thần lắc đầu. Cái này đại ca cũng đầu hàng. Hắn nhận thua. Nhưng tô thần nhìn về phía dị thái gọi thú sư đào tẩu lộ tuyến, khẽ cười nói, ngươi chờ, ta đi đem hắn cũng bắt trở lại dám đánh cướp bản vương người, không có một cái nào có thể chạy thoát. Chỉ thấy tô thần khởi động thuấn di. Đối phương tại ngắn mũi mấy chục giây bên trong. Đã chạy ra phía chân trời. Loài báo dị thú hình thái đích thật là tốc độ nhanh nhất. Hơn nữa đối với phương thân hình cũng không nhỏ, chút thời gian này, đều đủ hắn chạy ra hơn 10 km xa. Thế nhưng là loài báo dị thú cũng có một cái thiếu hụt trí mệnh, chính là cao tốc chạy kéo dài thời gian rất ngắn. Một phút đồng hồ sau, cây gậy trúc ngừng lại. Hắn đã chạy ra hơn 20 km, Hắn không có vấn đề a. Hắn nhanh chóng hóa thành một cái khác dị thú, trực tiếp đem thân thể tìm nhập bên cạnh một tòa núi nhỏ bên trong. Đây là hắn khế ước lại một con dị thú, giống như tê tê một dạng hình thái cùng năng lực. Lại thân hình chỉ có 3-4 mét. Hắn chui vào trong lòng núi hết sức dễ dàng ẩn tàng, hắn sẽ không bị đối phương phát hiện. Trong cây gậy trúc thầm nghĩ lấy chính mình hẳn là chạy thoát rồi, lần này đi qua, hắn trong thời gian ngắn sẽ không bao giờ lại đặt chân thú thành. Thế đạo quá kinh khủng. Vương thú đều xuất hiện, thời tiết muốn thay đổi. Ăn cướp nắm giữ hai cái vương thú người. Thật không biết đại ca trong đầu là tiến vào cái gì nước. Nếu như đối phương thật đơn giản như vậy, có thế khế ước vương thú. Cây gậy trúc nhớ tới đại ca tại đại kiếp phía trước nói ra lời nói hùng hồn. Nói là nếu như có thể thành công, tìm một chỗ không người đem vương thú nuôi đến cửu đoạn, trực tiếp thành lập đế quốc. Vinh hoa phú quý hưởng dụng không hết. Nhưng là bọn họ không có nghĩ qua, vạn nhất thất bại làm sao bây giờ. Kỳ thực cũng không phải không nghĩ tới, chỉ là vương thú sức hấp dẫn quá lớn. Bọn hắn bị tham lam cuốn lấy trực tiếp hành động, cái gì đều không tới nhớ kỹ cân nhắc. Bán lẻ data test tinh phẩm đề cử data tai một data value 1914, lần này bọn hắn mới thanh tỉnh lại. Cây gậy trúc chui hơn mấy trăm mét sau đó, đã hoàn toàn che vào trong lòng núi. Hắn cuối cùng có một tia cảm giác an toàn. Cái này hẳn không có khả năng tìm được ta đi. Nếu như cái này còn có thể tìm được ta liền không có thiên lý. Cây gậy trúc khôi phục ban sơ nhân tính, lúc ở nơi này đào ra trong động sâu liền mục tiêu hỏa tinh cũng không dám phát lên tiếp đó hắn mệt mỏi nằm xuống suy nghĩ chờ đợi cái hơn 10 ngày lại đi ra mà hắn vừa nằm xuống một thanh âm ngay tại bên cạnh hắn nhớ tới đào lâu như vậy không mệt mỏi sao trên người ngươi dị thú cũng không ít a à. tô thần một mực đi theo hắn gặp được hắn đủ loại hình thái cái này dị thái gọi thú sư đích xác rất cường hãn nếu không phải gặp phải tô thần tên biến thái này đối phương có thể công có thể trốn đủ loại hình thái ở giữa tùy ý chuyển hóa liền xem như gặp phải tám đoạn có lẽ đều có thể đào thoát ai a à, ngươi đây đều có thể tìm được ta cây gậy trúc trong nháy mắt mộng hắn lập tức suy nghĩ biến hóa hình thái chiến đấu thế nhưng là tô thần trực tiếp nắm cổ của hắn ngươi lại biến biến đổi thử xem ta bảo đảm ta lại so với ngươi biến nhanh ta có thể đem ngươi từ người sống biến thành người chết cây gậy trúc cảm thụ được trên cổ tô thần hỗ trảo lực đạo hắn tin tưởng tô thần dễ dàng liền có thể bóp chết không có bất kỳ cái gì hình thái chính mình. Đại ca, ngươi mới là ta thật đại ca. Ta sai rồi, đại ca ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Chương 328, siêu cấp đại bội thu. Tô thần sách theo dị thái gọi thú sư lại trở về trên vị trí ban đầu. Tiếp đó đem ba người buộc chung một chỗ. Bọn hắn đã hoàn toàn đã mất đi chống cự. Tiêu ninh tuyết cùng tô thần nhưng là ở bên cạnh kiểm điểm chiến lợi phẩm. Bất quá trong hai người chỉ có một cái tiêu ninh tuyết một cái gọi thú sư, nếu là muốn đem ba người khế ước tước đoạt đi ra tạo thành giấy khế ước, Tô Thần còn phải mang theo ba người đi tới bên trong thú thành tiến hành tước đoạt nghi thức. Cái này quá mức phiền toái. Tô Thần liền để hai người đem bọn hắn có dị thú bày ra, tiếp đó tùy ý Tiêu Ninh Tuyết chọn lựa. Tiêu Ninh Tuyết còn có năm cái khế ước vị trí. Vừa vặn toàn bộ sử dụng được. Tô Thần vì Tiêu Ninh Tuyết chọn lựa thời điểm thời điểm 10 phần cẩn thận. Hắn phát hiện những thứ này gọi thú sư chỗ khế ước dị thú, trên cơ bản cũng là xem trước đẳng cấp tới khế ước dù sao đẳng cấp càng cao dị thú càng thêm cường hãn giống như là ba người này bên trong đại ca liền khế ước bốn cái bảy đoạn dị thú thập phần cường đại mà cây trúc kia cũng là bọn hắn cũng coi như là khá là giàu có ngang cấp gọi thú sư có thế khế ước hai ba con bảy đoạn dị thú đã rất mạnh mẽ bất quá bọn hắn dị thú sắp xếp lại chỉ biết tới nhìn đẳng cấp đưa đến trên cơ bản cũng là hệ sức mạnh dị thú trừ phi là dị thái gọi thú sư dạng này đặc thù nghề nghiệp hắn cần thông qua đủ loại hình thái biến hóa tới để cho thân thể của mình tốc độ, sức mạnh, phòng ngự các loại phương diện đạt đến cân đối. Lúc này mới có thể phát huy ra hắn dị thái gọi thú sư toàn bộ năng lực. Mà tô thần suy nghĩ vì tiêu ninh tuyết cũng phối trí như thế. Thế là hắn liền tự mình chọn lựa năm cái dị thú. Hơn nữa dùng hệ thống liếc nhìn qua tất cả dị thú, phát giác mỗi người bọn họ ưu khuyết điểm sau, mới cẩn thận lựa chọn ra tới. Thắt đa long quái. Chính là cái kia xúc tu quái, thứ bảy đoạn tam phẩm năng lực, lực phòng ngự không phải rất mạnh, nhưng công kích phương thức cực kỳ nhiều. Còn mang theo một tia huyết mạch của rồng. Cái này khiến tô thần trăm mối vẫn không có cách giải. Bởi vì cái này xúc tu bộ dáng đồ vật, nhìn thế nào như thế nào không giống như là cự long huyết mạch. Tô thần chỉ có thể tưởng tượng không biết là con nào long đặc biệt phẩm vị A. Thứ yếu chính là lúc trước dị thái gọi thú sư cây gậy trúc sử dụng qua báo hình thái. Cái này hình thái sức mạnh bắt nguồn từ một cái loài báo dị thú, phi nguyệt báo phi nguyệt báo tốc độ cực nhanh nếu là thông qua tiêu ninh tuyết lấy linh năng gọi thú sư tư thái đối với dị thú tiến hành tăng cường nó còn có thể càng nhanh tốc độ có đôi khi chính là hết thảy tại trong cái này đông đảo dị thú chỉ có cái này phi nguyệt báo tốc độ nhanh nhất tô thần tự nhiên muốn chọn lựa một cái tiếp đó chính là liệt vũ hổ bảy đoạn nhất phẩm cái kia bị tô thần một quyền xuyên qua bàn tay lão hổ đừng nhìn con hổ kia bị tô thần dễ dàng liền có thể thu thập nhưng nó đối đầu tô thần tên biến thái này Tại trong trong ba người đại ca khế ước thú, cái này chỉ liệt vũ hổ sức mạnh có thể nói là tối cường, dùng để làm chủ chiến dị thú không còn gì tốt hơn. Hắn đẳng cấp cũng là bảy đoạn nhất phẩm, còn lại hai cái chính là lục đoạn. Tô thần phát hiện, dị thú bên trong cường đại phần lớn cũng là hổ loại hoặc loài báo. Dù sao những sinh vật này huyết mạch vốn là rất cường đại, sinh sôi đi ra ngoài phân loại cũng nhiều, lại tuổi thọ kéo dài. Rất nhiều gọi thú sư đều thích khế ước những thứ này dị thú. Nhưng nếu là quá đơn độc, thật sự đối chiến cũng sẽ rất đơn nhất tô thần chọn lựa cái này hai cái một cái gọi là hoàng linh thánh giáp trùng nghe tên liền có thể minh bạch kỳ chủ đánh chính là phòng ngự còn có một cái độc thảo nhận một cái này dị thú thậm chí chỉ có lục đoạn ngũ phẩm thế nhưng là tô thần dùng hệ thống tra duyệt qua độc tính trình độ cường hãn chỉ có thể nói cái này độc tính coi như bảy đoạn người dễ dàng nhiễm phải cũng khó có thể chống cự thủ đoạn công kích tốc độ sức mạnh phòng ngự cùng độc tính lại thêm thiên oanh công kích linh hồn cùng với tô thần cái này chỉ toàn năng vương thú trấn tràn. Tiêu ninh tuyết vốn là chỉ có hai cái vương thú đội ngũ, trong nháy mắt trở nên mạnh mẽ. Mà lực lượng như vậy tiến vào thú thành cũng có càng nhiều sức mạnh. Đến nỗi những thứ khác dị thú, tô thần không có lại chọn lựa. Chủ yếu là quá phiền phức, tiêu ninh tuyết cũng không vị trí. Hắn cơ hồ đều là tiêu ninh tuyết phí tâm. Hắn thu hoạch chỗ tốt rất ít. Chỉ có điều chỉ là 730 triệu kim tệ. 7 cái 7 đoạn ma pháp quyển trục, lục đoạn ma pháp quyển trục 13 tấm còn có một cặp có tác dụng hay không pháp khí còn có một cái làm nhỏ xuống thủy tinh ngụy không gian thủy tinh thủy tinh nội bộ mở ra một cái không gian đem tất cả đồ vật thông qua thủy tinh sức mạnh thu nhỏ sau dung nhập trong đó không gian cực kỳ có hạn tô thần ước lượng lấy cái đồ chơi này hắn thậm chí có thể thông qua thủy tinh hào quang thấy được bên trong chứa đựng đồ vật đồ vật trong này cũng không nhiều vừa vặn có thể thả xuống tô thần cùng tiêu ninh tuyết bây giờ mang theo tất cả ma pháp quyển trục cùng pháp khí nhiều hơn nữa liền không chưa nổi lại thứ này nếu là bị đánh trúng, sẽ trong nháy mắt bạo liệt. Đồ vật bên trong toàn bộ đều sẽ bị phóng xuất ra. Giống như là làm rơi đồ, nếu là bị đánh trúng đồ vật bên trong liền sẽ rầm rầm ra bên ngoài tuôn ra. Thứ này tự nhiên không bằng chân chính không gian thủy tinh tốt. Thế nhưng là có chút ít còn hơn không, tô thần bây giờ cũng không lấy được chân chính không gian thủy tinh, cũng chỉ có thể lấy ra dùng trước. Tiếp đó chính là một cái đặc thù huy chương. Khi tô thần từ dị thái gọi thú sư cây gậy trúc trên thân lấy xuống cái đồ chơi này cây trúc kia khí tức trên thân kém chút không đem tô thần đưa tiễn. Dù sao dị thái gọi thú sư, tay phải vẫn là đứt gãy, cần dị thú tứ chi tới bổ khuyết. Mà trên người hắn khí tức, chính là dị thú khí tức. Cơ hồ không chút tắm xong cây gãy trúc, nhìn thấy tô thần bị sặc sau ho khang bộ dáng lúng túng một chút. Ở tại thần giới bên trong người tu luyện liền không có mấy cái sẽ nhiều tắm rửa, lại thêm số đông thời gian bọn họ đều là ở bên ngoài có hành động, cũng sẽ không cân nhắc những chuyện này. Mà huy chương kia nhưng là có thế che giấu hắn khí tức đồ vật, Tô thần đem huy chương đưa đến trên thân, sau đó trên người hắn vương thú khí tức trong nháy mắt bị che giấu. Tô thần ánh mắt sáng lên, thứ này có kỳ dùng a. Hắn đang rầu nếu là tiến vào trong thú thành. Bên trong tất cả mọi người cơ hồ cũng là gọi thú sư hoặc xử lý có liên quan khế ước thú nghề nghiệp. Hắn một cái vương thú tiến vào bên trong, mặc dù không sợ bất luận kẻ nào, nhưng nhiều người đứng lên, đặc biệt là dị thú nhiều lên, hắn cũng không tốt xử lý thực phẩm đồ uống data test tinh phẩm đề cử data tai một data value 1903 mà bây giờ có vật này, hắn liền có thể tùy ý tiến vào thú thành. Tô thần còn muốn thử một lần thứ này có thể đưa đến xỏa điểu trên thân sao? Đáng tiếc cuối cùng tình huống là không thể. Một cái huy chương, tại dị thú trên thân rất dễ dàng bị phát hiện, lại rất có thể trong chiến đấu rất xuống. Tô thần chết miệng, cuối cùng nhìn về phía xỏa điểu lúc chỉ có thể lắc đầu nói. Tuyết tuyết, tiến vào thú thành sau, chúng ta phải đưa nó giam. Dễ dàng đừng để nó đi ra bằng không thì toàn bộ thú thành người đều biết vấn đạo trên người nó vương thú khí tức mặc dù không sợ nhưng rất phiền phức tiêu ninh tuyết đương nhiên minh bạch bọn hắn cái này đều không có tiến vào thú thành liền có người lần theo mùi đến đây nếu là mang theo thiên oanh quan minh chính đại tiến vào thú thành cái này còn có thiên oanh đang hướng về phía tiêu ninh tuyết vừa mới khế ước ở dưới khác khế ước thú nhóm phát biểu dù sao nó thế nhưng là thứ hai cái bị tiêu ninh tuyết khế ước vương thú các vị thú tại trước mặt nó đều hẳn là tiểu đệ Thiên Oanh rất hưởng thụ quá trình này. Chương 329, tiến vào dị thú chi thành. Chuẩn bị sẵn sàng. Thiên Oanh mới vừa vặn xuất sinh không lâu, với cái thế giới này tất cả nhận thức cơ hồ bắt nguồn từ nó tại trong vỏ trứng nghe được đồ vật. Nhưng nó không nhìn thấy, nghe cũng rất thưa thớt. Phá trứng mà ra sau, trong vòng 3 tháng bên trong, cơ hồ cũng là bị Tô Thần cùng Tiêu Ninh Tuyết mang theo. Hai người bọn họ đối với thần giới lý giải cũng liền so Thiên Oanh nhiều một chút tự nhiên cũng không biết như thế nào nói rõ với nó huyết mạch nên như thế nào tấn thăng trên thế giới này khắc tinh của nó là cái nào còn có nó nên như thế nào sinh tồn hơn nữa thiên oanh thỉnh thoảng còn muốn bị tô thần sai xử lần này cuối cùng có tiểu đệ cái này không thể thật tốt hưởng thụ một phen tỷ như cái kia liệt vũ hổ nó cường độ vừa vặn có thể giúp mình đấm lưng còn có cái kia tốc độ cực nhanh phi nguyệt báo tốc độ nhanh như vậy tìm chút ăn khẳng định rất thuận tiện chính mình muốn ăn uống thả cửa kể từ bị tiêu ninh tuyết khế ước sau đó, nó còn không có chân chính ăn no. Khắc đa long quái dễ dàng hơn, nhiều như vậy xuất tu, chính mình cơ hồ toàn trình không cần động, chỉ cần để cho khắc đa long quái đem đồ ăn đưa đến chính mình bên miệng liền có thể. Đến nỗi còn lại hai cái dị thú, thiên oanh đối với bọn nó ấn tượng cũng không phải là quá tốt rồi. Bởi vì cái kia hai cái dị thú căn bản vô dụng, không thể vì chính mình phục vụ có ích lợi gì. Chủ nhân làm sao lại khế ước phế vật như vậy dị thú? Nhưng đây không phải thiên oanh có thế suy tính ngược lại thiên oanh dựa vào chính mình vương thú khí tức các dị thú bị chuyển qua khế ước sau đều chỉ có thể nghe theo nó mà khi nó xoay người lại lúc tiêu ninh tuyết vừa vặn đi tới chủ nhân ta đã cơ bản huấn luyện hảo bọn họ ta tin tưởng về sau bọn hắn đều biết ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của ngươi chiến đấu thiên oanh gương mặt kiêu ngạo tại mới vừa rồi trong đại chiến nó cũng không ít xuất lực cho nên nó cảm thấy chủ nhân hẳn là sẽ khen thưởng nó tỉ như cho thêm chút đồ ăn cái gì tại tô thần toàn phương vị nghiền ép phía dưới Thiên oanh đời này có thể liền điểm ấy dục vọng rồi. Thiên oanh thông hiểu nhân ngôn. Bị trói trên mặt đất ba người gặp sau, trên mặt đều hiện lên ra kinh ngạc. Vương thú. Hiểu tiếng người vương thú. Đây là bao nhiêu người mơ ước đồ vật. Bất quá Tô Thần quay đầu nhìn về phía bọn hắn lúc, mỉm cười. Để cho Tiêu Ninh Tuyết khế ước dị thú chúng độc thảo nhện tới. Cho bọn hắn uy hạ độc làm. Một năm sau, ta sẽ ở thú thành vào cửa thứ nhất trong cửa hàng thả xuống giải dược. Nếu như trong một năm ta nghe được bất luận cái gì có liên quan tin đồn, các ngươi cũng đừng sống. Độc Thảo nhện ước chừng có một người lớn nhỏ. Nó bãi động 12 con đủ đi tới, con mắt lại hơn trăm chỉ, toàn bộ đều quan sát tô thần. Đem so sánh với thiên oanh cái kia ngốc hết chỗ chê tính cách. Tô thần càng thưởng thức một cái này độc Thảo nhện. Hắn thậm chí còn động tay sờ lên con nhện này trên thân lông xù phần lưng. Độc Thảo nhện bị tô thần sờ lấy thời điểm còn 10 phần hưởng thụ. Giống như đây là tô thần khế ước thú đối mặt khi xưa ông chủ cũ. Độc thảo nhện vốn là dị thái gọi thú sư khế ước thú. Nhưng nó đổi chủ nhân sau, không chút do dự đem độc tố bài tiết ra tới. Nhìn xem trên mặt đất một lớn đống lục sắc ác tâm chất lỏng, chỉ là nhìn xem liền phạm ác tâm, nào có người có thế thật sự nuốt vào. Bất quá tô thần không có nhiều lời ngữ, tay phải móng vuốt trực tiếp mọc ra. Không uống. Đó chính là chết. Ba người cũng không có biện pháp, đành phải uống hết. Độc thảo con nhện độc tố nó tự thân liền có thể bài tiết ra giải dược tới chỉ là đem so sánh với bài tiết độc tố phần miệng vị trí mà nói, bài tiết giải dược vị trí cũng có chút không được bình thường, là ở phía sau. Nhưng cái này cũng không phải là tô thần uống, cùng hắn cũng không quan hệ gì. Gặp ba người uống xong sau, tô thần mới vì bọn họ giải khai cấm kỵ cùng khóa lại. Ba người đã bị tô thần cùng tiêu ninh tuyết cướp đoạt không còn, không có hơn mấy năm thời gian căn bản khôi phục không đến đó khắc trình độ. Thậm chí thời gian mười mấy năm cũng khó có thể làm đến. Dù sao bọn hắn một mực trưởng thành đến một bước này, đã hao tốn mấy chục năm cô thần để cho bọn hắn trong một năm không thể mật báo kỳ thực đều có chút nhiều nửa năm cũng đủ để bọn hắn đi thú thành đi dạo một vòng có thể liền sẽ đi đến nỗi thiên oanh là vương thú sự tình tiết lộ ra ngoài sẽ như thế nào đó đã là chuyện chắc như đinh đóng cột tiêu ninh tuyết không có khả năng không để thiên oanh đi ra chỉ là tại phạm vi bên trong của thú thành nàng cần che giấu một đoạn thời gian tránh càng nhiều phiền phức một cái vương thú chiến lực vẫn là một cái sinh vật còn sống nếu là không để thiên oanh xuất hiện sức chiến đấu giảm xuống không nói thiên oanh nghẹn đều phải nín chết lại thêm ba người cũng không phải thứ nhất biết tiêu ninh tuyết là có vương thú người lam vũ đã sớm biết được lại đối phương rất có thể chỉ là nhất thời kiên kỵ cùng tô thần thực lực không dám dễ dàng động thủ cho nên tô thần tại trong thần giới duy nhất thứ học được chính là chỉ cần ngươi sức mạnh đầy đủ ngươi có cái gì đều không đáng sợ mà ngươi sức mạnh không đầy đủ lúc ngươi có cái gì cái gì cũng không phải là ngươi coi như ngươi nắm giữ một cái đế quốc tô thần thả đi ba người sau quay đầu nhìn lại tiêu ninh tuyết đang vuốt ve thiên oanh đầu chủ nhân, chờ chúng ta tiến vào thú thành sau, có hay không có thể ăn càng thật tốt hơn ăn. Ta nghe bọn hắn nói thú thành bên trong có chuyên môn phụng dưỡng dị thú thức ăn chỗ. Ta có thể đi vào hải ăn một bữa sau. Thiên oanh cũng là loại dị thú, tự nhiên có thể cùng khác dị thú tiến hành đơn giản giao lưu. Mà đang nghe qua mặt khác năm cái dị thú lời nói sau, thiên oanh một hồi chờ mong, nó ngậm quả táo từng cái lúc nuốt xuống, cảm giác phải quả táo đều không phải là rất thơm ngọt. Nó đã không kịp chờ đợi muốn đi thú thành nhìn một chút. Tiêu Ninh Tuyết lắc đầu, tiến vào thú thành sau, ngươi không thể dễ dàng đi ra. Ngươi phải ở tại khế ước không gian một đoạn thời gian. Thiên Oanh ăn được một nửa quả táo từ trong miệng rớt xuống ta. À, không phải. Vì cái gì a? À? Ta mặc kệ, ta cũng muốn tiến thú thành. Ta. À, thiên Oanh giống như là một đứa bé muốn đồ bắt đầu khóc trống. Tiêu Ninh Tuyết cũng một hồi xoắn xuýt. Trò chơi data test tinh phẩm đề cử data tai một data value 1913, nhưng khi Tô Thần đứng ở Tiêu Ninh Tuyết sau lưng lúc Thiên Oanh lập tức đình chỉ tất cả động tác. Thực sự làm như vậy sao? Thiên Oanh đành phải lộ ra ủy khuất ba ba ánh mắt nhìn xem tiêu ninh tuyết cùng tô thần. Tiêu ninh tuyết cười khổ gật đầu. Ngươi không phải liền là muốn ăn đồ ăn sao? Đến lúc đó chúng ta vào thành mua cho ngươi đủ. Ngươi tại khế ước trong không gian cũng có thể cùng tuyết tuyết đối thoại, nói thẳng ngươi muốn cái gì là được rồi. Thiên Oanh lúc này mới nghĩ đến giống như đích thật là chuyện như thế. Nó chỉ có điều muốn ăn, tô thần cùng tiêu ninh tuyết cho bọn hắn mang ra không phải liền là đến nỗi khác dị thú, nghe được muốn đi vào thú thành sau mua sắm đồ ăn sau. Cũng đi theo lưu lại không đáng giá tiền nước bọt. Dù sao tất cả thú loại dục vọng nguyên thủy nhất cũng là ăn cùng sinh sôi. Đang thu thập hảo hết thảy sau, tô thần cùng tiêu ninh tuyết lần nữa dựng lên xe lử. Chuẩn bị hướng về phía trước không muốn thú thành tiếng phát. Bên trên bầu trời, thú điểu xoay quanh. Kêu to thanh âm the thế the thế. Rừng rậm bắt đầu dần dần trở nên thiếu. Mà khi tô thần cùng tiêu ninh tuyết ở cách thú thành hơn trăm dặm bên ngoài vị trí lúc bọn hắn cuối cùng thấy được tòa này được xưng là dị thú đất nước chỗ. Cho dù tại thần giới cảm thấy đã kiến thức bao rộng tô thần cùng tiêu ninh tuyết, tại lúc này cũng kinh ngạc. Đây là như thế nào một tòa hùng vĩ dị thú chi thành? Chương 330, dị thú chi thành bộ dáng. Dị thú chi thành tọa lạc tại nguyên một ngọn núi phía dưới. Quy mô của nó có thể nói là tô thần gặp qua một tòa thành lớn nhất trì. Phía đông là một đầu dòng sông to lớn xuôi dòng, tô thần cùng tiêu ninh tuyết có thể nhìn thấy vô số trong nước dị thú tại trong sông bồi hồi mặt phía bắc dựa vào ngọn núi bên trên quanh năm rơi xuống liên miên tuyết động thích hợp những cái kia sinh tồn ở núi cao rét lạnh vùng sinh vật sinh tồn sinh sôi xen vào ở đây ở vào nam bắc chỗ giao giới quần sơn đường ranh giới khu vực mặt phía nam thì tương đối ấm áp ra khỏi thành không bao xa chính là một mảnh chưa bao giờ khai thác qua viễn cổ sâm lâm tô thần cùng tiêu ninh tuyết còn chưa tiến vào thú thành chỉ là tới gần nơi này một mảnh viễn cổ sâm lâm lúc liền có thể nhìn thấy những cành cây kia có bảy tám mét tráng kiện kỹ trà cao hồ hơn 500 thước trên đại thụ treo từng cái nhà trên cây. Bên trong cư trú đám người, còn có không ít sinh vật tại rừng cây phía trên đi qua. Đột nhiên một đạo bóng tối từ tô thần cùng tiêu ninh tuyết trên đỉnh đầu che lại. Hai người lập tức hướng lên trên phương nhìn lại, chỉ thấy đó là một cái rộng vài trăm mét đại bàn, đằng sau đuổi theo ngàn con tất cả lớn nhỏ chim thú hướng về thú thành trung tâm bay đi. Mà tại thú thành phía trên quanh quẩn chim thú, cơ hồ nhiều vô số kể. Thú thành chân chính phạm vi, một mắt là xem không tận trên đường tô thần đi thời điểm thỉnh thoảng sau lưng liền sẽ truyền đến chấn thiên hám địa âm thanh hai người bọn họ quay đầu nhìn lại thời điểm chỉ thấy được trên ba bốn con cao tới mấy chục thước dị thú ngồi mấy người thì ra tại trong thú thành rất nhiều gọi thú sư cũng là dạng này tiến lên tô thần cùng tiêu ninh tuyết liếc nhau một cái cười cười tiếp đó đem liệt vũ hổ từ khế ước trong không gian phóng xuất sau đó hai người trực tiếp ngồi ở phía trên đem ngựa trên xe hành lý đều cầm tới đây mới là chính tông thú thành vào thành hình thức đến đổi xe ngựa tại trong thú thành mã cơ hồ là không chỗ hữu dụng dù sao bên trong dị thú nhiều như vậy chọn lựa những cái kia có thể làm chân thú dị thú cũng đủ để có thể gánh vác một hạng này chức năng đương nhiên nếu là ngươi không có tiền tới mua vậy ngươi cũng sẽ không đi tới thú thành bởi vì bên đường người qua đường nếu là không có chút thực lực những cái kia hành tẩu trên đường không có người quản các dị thú cũng sẽ không kén ăn đợi đến chân chính tới gần thú thành thành thị phạm vi bên trong lúc Tô Thần cùng Tiêu Ninh Tuyết mới nhìn rõ ràng nơi này thành thị diện mạo là như thế nào. Mỗi một nhà kiến trúc cơ hồ đều khổng lồ vô cùng. Cho dù có tiểu nhân, cũng là kiến trúc tại những cái kia khổng lồ vô cùng kiến trúc phía trên, lấy cung cấp gọi thú sư môn sử dụng. Phía dưới kiến trúc lớn, đều là cho những dị thú kia nhóm dùng. Có ít người chính là không thích đem dị thú để vào khế ước trong không gian, cho nên đặc biệt kiến tạo những cái kia đại phòng phòng. Phía tây thậm chí còn có một gốc đại thụ che trời, cao hơn ngàn mét, cùng chung quanh cao mấy trăm thước phòng ốc nối thành một mảnh, thêm nữa phía tây địa hình cũng khá cao. Liên miên xuống phòng ốc cơ hồ cũng là những chim thú kia chỗ sống. Mà tại trên đường phố, cái này có chút lớn phòng ốc bên trong, còn có bày ra những dị thú kia sức mạnh không gian. Tô thần nhìn thấy một lão nhân, đứng ở đó cao vút trên lầu chót hét lớn. Ma năng dực thiên báo. Chỉ cần 3.000 vạn kim tệ, già trẻ không gạt, tuyệt không mặc cả. Đây chính là mang theo ma năng, nếu là phụ tu pháp sư nghề nghiệp, có thể cùng thông qua ma năng liên thông, sức chiến đấu sẽ càng mạnh hơn ba nghìn vạn kim tệ tuyệt không hố người lão nhân khàn cả giọng hô hào cưỡi tại dị thú lên đường qua đều biết nhìn hai mắt mà ở phía dưới lộ ra một khối trong kiến trúc một con báo trên thân còn có hai mảnh dương cánh hơn 10 mét cánh nó cao tới hơn 20 mươi mét dương nanh múa vuốt vết ra miệng nhìn về phía bên ngoài nhìn về phía hắn mọi người tự hồ là đang tuyên bố đây là lãnh địa của nó tô thần chỉ là liếc mắt nhìn liền lắc đầu cái này chỉ dị thú xác thực rất không tệ đáng tiếc tu vi quá thấp nếu là muốn thăng lên không có một mấy trăm năm thời gian chỉ sợ là không có khả năng đây là một cái vì đời sau mà bán dị thú là thật là không cần thiết mà có tiền vì đời sau lo nghĩ người sẽ chọn lựa càng tốt hơn dị thú bên đường mua bán dị thú người cũng không chỉ có một nhà mặt phía nam phần lớn là một chút phổ thông dị thú bán ra phía tây là chim thú phía đông là trong nước cự quái mặt phía bắc nhưng là băng nguyên sông núi mảnh thú tô thần cùng tiêu ninh tuyết chậm rãi đi vào trung tâm bọn hắn còn không có triệt để đi dạo qua cái này kỳ dị lại ma huyễn thú thành chủ yếu là ở đây đủ loại đủ kiểu thần kỳ sự vật quá mức hấp dẫn người. Cho dù kiến thức bao rộng người hai người, cũng không nhịn được nhìn nhiều một chút. Đến giải đất trung tâm. Dòng người liền càng thêm nhiều, lại mỗi người nhìn xem tô thần cùng tiêu ninh tuyết dưới chân dị thú lúc, đều lộ ra nhau nhau muốn thử ánh mắt. Tô thần cùng tiêu ninh tuyết không hiểu cử liệt vũ hổ đi qua. Những người kia dưới thân dị thú nhìn xem liệt vũ hổ, cũng đều lộ ra riêng phần mình răng răng, mở ra móng vuốt, tự hồ muốn chiến trận trước. Mà lại tới gần trung tâm một chút, liền có thể nghe được đủ loại thanh âm biết tai nhức óc. Đầu tiên là những người kia đang thét gào, giết chết nó. Dùng móng vuốt A. Hướng nguyên ma thú chơi nó. Thảo. Đây nhất định có hắc mạc, hướng nguyên ma thú ngang cấp bên trong liền không có thua qua. Làm sao có thể bại bởi một cái ngang cấp rác rưởi dị thú. Trả lại tiền. Tấm màn đen. Nói xong, một đám người cũng ồn ào lên theo, sau đó là một đám người mắng to âm thanh. Tô thần cùng tiêu ninh tuyết thật vất vả chen vào trong đám người sau đó liền nhìn thấy một khối giống như bị thiên thạch đập qua khu vực, phía dưới giống như là giác đấu trường bộ dáng phạm vi. Trong đó là hai cái dị thú. Cái kia được xưng hướng thiên ma thú chính là một cái giống như đại tinh tinh bộ dáng dị thú, nhưng nó mọc ra bốn cái cánh tay, mỗi một cái trên nắm tay đều mang dành riêng vũ khí. Tu vi tại bảy đoạn cửu phẩm, là thuộc về bảy đoạn bên trong đẳng cấp cao nhất, lại thêm hắn hung mảnh sức chiến đấu cùng kỹ năng, ngang cấp bên trong cơ hồ vô địch. Dưới tình huống như vậy, nó lại bại bởi từng cái có bảy đoạn bát phẩm dị thú. Cái nào một cái dị thú chiến lực tại Triều Thiên Ma thú trên thân, đây là một cái giống như hổ báo loại dị thú. Bộ dáng có chút xấu xí, nhưng ở trong bầy dị thú đã coi như là dễ nhìn. Hắn lông tóc đông đảo, đang lúc mọi người phát tiết thân chúng, chỉ là rung rung lấy trên thân thể lông tóc, sau đó dùng móng vuốt đem còn lại hướng Thiên Ma thú một cái tay trực tiếp ngậm lên tới. Đúng vậy, nó trực tiếp cắn đứt hướng Thiên Ma thú một cái tay, đây là đấu thú trường quy tắc. Ở trong đó, có thể không hạn chế để riêng phần mình dị thú công kích trừ phi một bên chết vong hoặc đầu hàng. Trò chơi Data Test tinh phẩm đề cử Data Tai 1 Data Value 1913 mà hướng thiên ma thú chủ nhân chính là không có đầu hàng, để cho hắn bị đối phương giết chết. Đương nhiên, dạng này thi đấu hạng mục, còn có không ít người sau đó chú. Trong coi hướng thiên ma thú ngược sát người của đối phương, tự nhiên đều biết đặt cược đến trên người nó. Ai có thể lường trước, một cái mới xuất hiện dị thú cùng người mới, vậy mà dùng phương thức như vậy, nhẹ nhõm chiến thắng hướng thiên ma thú lại cái nào một cái dị thú bây giờ ngậm hướng thiên ma thú cánh tay động tác tự hồ là đang trào phúng đám người tô thần nheo mắt lại nhìn xuống một cái này dị thú như có linh trí ngay cả người bình thường trào phúng cùng thổn thức lời nói đều nghe hiểu phải biết đây chính là ngay cả những kia tám đoạn dị thú đều không làm được sự tình một cái này dị thú làm sao có thể làm đến tô thần đột nhiên nghĩ đến một cái từ